mọi người luôn rất là rẻ. Từ cho em xả 10 có những đợt 279 nghìn. Các chị có nhớ không, những đợt đầu tiên mà từ những cái đợt giá Tết á, là con này nếu mà giá chơi sale của nó là 550 một cái mọi nhá. Từ cái đợt đầu của nó là 550 nghìn đồng một cái. Sau đó nó rẻ hơn 370 một cái. Và bây giờ em lấy được giá cực kỳ là rẻ mọi người luôn, 279 nghìn đồng cho mạng này. Giá siêu đẹp luôn. Mình mua túi này hai màu đen trắng đẹp lắm nhiều ơi, em cảm ơn mọi người nhé. Không hề bị kén đôi nhưng mặc quần, mặc áo, mặc váy đều rất là xinh. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã xả 10 à. Xả 10 màu nâu có tầm khoảng 30 cái và xả 10 màu đen có 30 cái mọi người nữa, 279 nghìn đồng. Nó có bản dây đeo dài thôi chị luôn. Mời nhắc kem số điện thoại phía dưới hộ em. À, túi chưa néo nhỏ nữa không em? Em có các chị ạ, lát nữa em đập hộp cho mọi người nhé. Kem số điện thoại phía dưới hộ em, váy em có cả màu vàng nữa. Giới chị một cái màu vàng đi em. Vải có hai màu nhá mọi người. Nhưng mà màu vàng em có ít lắm, chủ yếu em sẽ có màu đen thôi, 289 nghìn đồng. Màu vàng có ít. Ví dụ á các chị nào em nói là một chút, tại vì nãy giờ là các bạn nhân viên báo số của xã hái là gần 400 số rồi. Thì chắc chắn 100% là cái vải này nó sẽ bị thiếu hàng. Mời nhá. Nếu thiếu thì các chị chịu khó đợi hộ em tầm khoảng 2 đến 3 ngày để mua hàng mọi người. Mọi người nhá. Tại vì là nếu mà thiếu là phải đợi 2 đến 3 ngày thì mình có thể bù hàng được cho mọi người. Những chị nào mà kiểu là nhân viên bây giờ bảo hơn 400 số váy rồi mà khó được có mấy chục cái. Do đó nếu mà thiếu thì các chị chịu khó đợi hộ em. Mình mua được giá rẻ, hàng đẹp phải giá rẻ, chịu khó đợi hộ em một chút mới nhá. Mày bấm cho em mã này sẽ là mã gì đấy ạ? Xả 10 ạ. Xả 10 kem số điện thoại cho em. Túi sẽ là 279 nghìn đồng. Em có cả màu đen và màu nâu. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Mọi nhá, lấy màu nào bấm cho em màu đó. Cái này có cả kim ngay và kim giờ mọi người ơi. Đồng hồ em mang có cả kim dây và kim giờ. Túi rất là đẹp. Em cảm ơn mọi người. Túi này mua đi mọi người, em cảm ơn các chị ạ. Túi này nếu các chị không mua thì các chị sẽ khó kiếm được một con nào so với cái tầm tiền này mẹ nhá. Những cái tầm tiền khác, tiền triệu, tiền mấy triệu, mấy trăm, năm, bảy trăm nghìn em không nói. Nhưng mà để nói 279 nghìn đồng các chị mua được một cái túi như thế này, em thấy nó rất là đẹp luôn đấy mọi người. Các chị cứ tin tưởng nhá mọi người, nếu mà ở gần thì mọi người thể qua trực tiếp shop xem. 279 nghìn đồng cho mã này. Nó tặng thêm cả khăn lụa như thế này, nếu các chị không thích thì mọi người có thể tháo khăn lụa ra. Đồng hồ em mang có hai màu, đợi em một chút em lấy mọi người xong. Màu đen ở đâu? Em có 30 cái. Lúc này là nhân viên bảo, chị ơi túi này hết rồi không lấy được đâu. Túi này hết rồi không lấy được đâu. Nhưng mà vừa em chuẩn bị vừa lên á thì hàng về và khui ra là có 30 cái với màu. Top best seller của nhà em luôn mọi người, 279 nghìn đồng cái mã này. Bấm cho em sẽ là mã xả 10. Kem số điện thoại cho em 279 nghìn đồng. Mọi nhá, 279 nghìn đồng. Vải em mặc em xả con 289 nghìn đồng mã xả 2. Hai màu cho mọi người lựa chọn đó là màu đen và màu vàng. Mời nhá. Vải xả 2 sẽ là 289 nghìn đồng. Tùy cho em đã xả 10 ạ. Đồng hồ có màu đỏ nữa ạ. Đồng hồ đỏ và đen. Đồng hồ hai màu đen đỏ. Con váy thêm có màu ạ. Vàng là màu đen và màu vàng ạ. Váy sẽ là 289 nghìn đồng mã xả 2. Con túi mọi người bấm cho em là mã xả 10. Kèm số điện thoại cho em mọi người. Con này rất là đẹp mọi người, 279 nghìn đồng. Không bao giờ các chị có thể mua được một cái con túi đẹp mà chất giá xịn như thế này đâu. Túi LV cao cấp em có, lát nữa em lên mọi người. LV cao cấp cũng có, mất tiếng không nghe được á. Con nghe được không? Em vào bên này con nghe được không? Bên máy chị mới phát sóng 160 này. Được mà, được mà. Bản mới bên này này. Bên mới mà. Đây. Kem số điện thoại phía dưới hộ em, váy vàng cũng là 289 nghìn đồng mà váy đen cũng là 289 nghìn đồng. 40 cân cho đến tầm khoảng 60-62 cân các chị sẽ mặc vừa. Chị Đinh Hiên Giang hay chị bấm volume to lên cho em một chút. Hình như tiếng vẫn có mà mọi người. Có nghe tiếng các chị? 279 cho mã xả 10, kem số điện thoại cho em có cả màu trắng nhá. Cái này có cả màu trắng. 40 cân cho đến tầm khoảng 60-62 cân các chị sẽ mặc vừa, eo dưới 85 các chị chốt cho em váy nhá. Còn eo trên 85 thì nó sẽ không vừa đâu. Eo dưới 85 là các chị có thể vừa váy nhá mọi người. Kể cả các chị nặng bao nhiêu eo các chị dưới 85 là mọi người vẫn có thể vừa được. Ok, cho mở túi ra mọi người xem này. Có cả màu trắng nhá. Đâm em mặc là 289 nghìn đồng. Này, ở bên trong đấy mọi người này. Eo ơi, đẹp như thế này, chất giá xịn sò như thế này mà 279 nghìn đồng. Thực sự luôn đấy mọi người ơi. Đây, mở bên trong mọi người xem này, một ngắn ạ. Hai ngắn ạ. Ba ngắn nhá mọi người. Có giày đeo dài không ạ? Chắc chắn là có luôn, đúng ạ. Em bán cho người 279 nghìn đồng nha. Ok, chưa có cả màu trắng nhá. Có cả màu trắng. Đấy. Hai màu cho mình, à ba màu cho mọi người lựa chọn, màu trắng, màu đen và màu nâu. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Cái này mà các chị không mua là tiếc. Chất giá siêu đẹp và xịn sò, các chị nhìn từng cái đường kính mũi chỉ của nó. Chị hàng hoa một dôn đơn kem sái kem số điện thoại của em. Chân rất là mềm và đều luôn mọi người nhá. Lấy màu nào bấm cho em màu đó, 279 nghìn đồng. Có bán là mã xả 2, 289 nghìn ạ. Từ cho em nó xả 10, 7 cho em nó xả 2 ạ.
hai màu, à túi ba màu, vải hai màu vậy nhá. Vải hai màu, túi ba màu, kem chống thải phía dưới hộ em. Ok mọi người. Rồi đầm em mặc sẽ là 289.000 đồng, em đã nói rồi mọi người, cứ bấm cho em là mã đầm xả hai kem chống thải là được. Em kiếm cái bình luận ở phía dưới. Có bán ạ. Thành ơi, kiếm với chị cái bình luận ở phía dưới cái like đấy. Ok mọi người. Rồi, bây giờ em sẽ lên mọi người mã khác các chị nhá, tại vì là các chị bấm vải nhiều quá rồi, bây giờ có lẽ là thôi không thay vải nữa đâu, mất công lắm. Rồi bây giờ em lên mọi người mã khác, tủi trắng cho bấm cho em là mã xả 10 nhá. Bây giờ em lên mọi người mã X11 đồng hồ em mang á. Bây giờ còn báo đỏ nữa ạ. Đồng hồ em mang t-shirt, có chị nào đã nhận được mã này cho mọi người? Có 3 màu cho mọi người lựa chọn. Đồng hồ em có 3 màu nhá. Đen là 1, đỏ là 2 và trắng là 3. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã X11 ạ. Lấy bá màu chị nào. Bá màu chị đâu đây? Đen con nữa không? Đen con nữa không? Hay là chỉ còn mỗi đỏ trắng? Đỏ trắng. Đỏ trắng. Em còn hai màu thôi mọi người, hết đen mọi người, chỉ còn đỏ và trắng. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã X11 kem số điện thoại. 45kg mặc cho em size M. Nhỏ nhất của nó sẽ là size M mọi người nhé. ML, XL tương đương với SML. Éo dưới 85 mọi người mặc cho em mã này là ok. 289.000 đồng. Không bao giờ có rẻ hơn đâu mọi người. Em thề với mọi người luôn, không bao giờ các chị có thể mua được một con váy này với giá rẻ hơn đâu, em nói thật. Nhưng mọi người, chất ở phần này của em nó sẽ phối voán. Còn ở dưới này là giống như kiểu là dạng chất umi, nó có giá. Mời nhá. Nãy giờ nói thật các chị đơn lái như này, khách đến shop lấy có lấy phải ở tầm khoảng 5-7 cái váy đó mọi người ạ. Dạ hòa luôn, thực sự. Nào, mày bấm cho em mã này mã xả 10 nhá. À xả X11. X11 em bán luôn mọi người, mã này với giá là 169.000 đồng một cái. Phun hộp đầy đủ mọi người luôn. Đồng hồ t-shirt bản F1 169.000 đồng. Màu đỏ rồi với tầm khoảng 10 cái đó. Màu đỏ 10 cái và màu trắng em còn 5 cái nhá mọi người ơi. Em xả con 169 nhá. X11 màu đỏ, X11 màu trắng kem số điện thoại cho em. Đen cũng có. Đen thì ở dưới cơ sở hai con. Mày đang mặc là 289.000 nhá. Ờ, à, chị đang mặc màu vàng đẹp tê. Mặc đẹp má, em mày chị má. Mặc là 289.000 ạ. Em đang phân vân lấy màu đen. Màu vàng sẵn giá hơn kìa. Đen thì gọn người. Đen thì gọn người, con vàng thì trắng giá. Cái váy này mọi người nhá. Đấy. Váy em mặc sẽ là 289.000 đồng. Cái này có cả màu đen ở dưới cơ sở 2. Nếu các chị đặt đen thì em sẽ cho mọi người đen lên mọi người nhá. Tại vì là hiện tại ở ba cơ sở hàng nó không thống nhất với nhau. Có cái thì ở cơ sở này con, có cái cơ sở khác hết. Bấm cho em mã này sẽ là mã X11 màu trắng, X11 màu đỏ hoặc là X11 màu đen. 169.000 đồng, phún hộp đầy đủ mọi người luôn. Kèm số điện thoại phía dưới của em nhá mọi người. Cái này máy chạy 3 kim ạ. Chưa giờ cực kỳ rõ ràng các chị luôn. Màu đỏ, màu trắng và màu đen. Váy em có hai màu. Lấy váy màu vàng cho chị với. Lấy váy màu vàng cho chị với. Em lấy cái ấy cặp cặp sau cho chị với ở Nhật. Đây. Em làm cái này cặp cặp sau cho chị. Nó đẹp đẹp. Có nữa. Đợi em chút thêm giờ mọi người. Váy hai màu nhá. Vàng và đen mọi người. Váy hai màu mã X2. Đồng hồ ba màu, đen, trắng và đỏ. Nhưng mà hiện tại bây giờ không có màu đen ở đấy để giữ lấy mọi người. Nhưng mà hàng ở kho tổng thì vẫn có màu đen mọi người nhá. Đây, lấy màu nào bấm cho em màu đó. Ok mọi người. Đấy, lấy màu nào bấm cho em màu đó mọi người nhá. Váy sẽ là 289.000 đồng, các chị cứ bấm cho em là mã X2. Kem số điện thoại nhá mọi người, chất màu đẹp không? Chúng nó không cần phải làm sáng đâu. Túi sẽ là mã X10 ạ. Váy là X2, túi là X10, 279.000 đồng. Váy sẽ là mã X2, 289.000 đồng mọi người nhá. Đồng hồ sẽ là mã X11, 169. Áo có, lát nữa em lấy mọi người áo. Này, cái này hai màu, màu nào cũng đẹp cả mọi người ạ. Với cái giá tiền 279.000 đồng thì em nghĩ là mọi người nên mua đi. Tại vì là cái này không có số lượng nhiều đâu, được có 30 cái mỗi màu thôi. 30 nâu và 30 đen mọi người nhá. Túi Balenciaga. Bản hàng nội địa rất là đẹp luôn, bản cao cấp đấy mọi người. X11 màu đen. À em đeo màu trắng nhá mọi người xem nhá. Màu trắng thì năm nay rất là hot. Màu đỏ thì cảm giác là kiểu là nó xịn. Cái đồng hồ. Đồng hồ t-shirt có cả kim giờ và kim ngay luôn nhá mọi người. Túi công sở đợi em một chút nhá. Đây, ở trong em cho mọi người xem cái bản của nó này. Đây, ở trong của nó sẽ có logo hãng dập nổi như thế này luôn. Các chị nhớ em sai kem số điện thoại hộ em với ạ. Máy chạy 3 kim chia giờ rất là rõ ràng nhá mọi người. 169.000 đồng cho mã này. Ok chưa? Rồi sáng mã X12 nào. À ở đây màu trắng nhá. Đây mang thử màu trắng cho mọi người xem rồi xong lên tủ công sở nhá. Chị Nguyễn Thảo cho em số điện thoại với. Đây. Mang phiên chuyển như này vào mọi người thôi. Túi Chanel hôm qua em đập hộp con không con? Lắp em lên chứ. Túi Chanel hôm qua đấy em xin phiền bao nhiêu này mọi người nhé. Kem số điện thoại phía dưới của em nhé mọi người, màu trắng đấy ạ. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã X mấy đấy em? X11 màu trắng, mọi nhá, màu trắng thì mang lên rất là đẹp và sáng luôn.
cái này nó kiểu bị ấy rồi, bị cái này ấy cắt ra cho chị, cái này bị lỗi rồi, cắt riêng ra cho chị, lại cái khác cho chị. X11 kèm số điện thoại cho em là đồng hồ sẽ là 1769 đi đông nhá. Vải vang bây giờ nói thật các chị, nãy giờ có lẽ khách chốt hết rồi. Chưa mặc nhưng khách chốt hết rồi. Tại vì là vải vang chị thường cân cho sim số điện thoại vậy ạ. Vải là xả 2289.000 đồng ạ. Rồi ok đợi chị. Chưa mặc nhưng khách chốt hết rồi. Kèm số điện thoại hồ em vậy ạ. Ướm thôi nhá. Vải chị đang mặc là xả 2 ạ. Đồng hồ cho em là xả 11 ạ. Ướm thôi nhá mọi người. 169.000 ạ. Ướm vào thôi nhá. 269.000 đồng, à quên 289.000 đồng cho vải nhé. Ướm như này vào mọi người xem chất này, em giơ gần cho mọi người xem chất này. Cái chất của nó sẽ kiểu lấy chất như này nhé mọi người. Dày dặn cực kỳ luôn ạ. Mặc lên, cái chất này nó có một cái ưu điểm đó là để mà nói mà nó mát là nó không mát. Tại vì nó sẽ là vải thu đông chứ phải là vải he nhá. Cái này kiểu là vải hơi thu đông, hơi hướng của nó sẽ hơi hướng thu đông. Chất mặc lên nó rất là đánh ạ. Ôm sát vào người nhé mọi người. Và cảm giác những chị nào mà béo, mặc lên nó sẽ không hề bị béo. Tại vì chất của nó rất là dày dặn. Đây. Đấy một cái nhá, màu vàng này. Vàng sợ hết rồi, không đủ đâu. Rồi mình thử màu trắng này. Trắng con tầm 10 cái á. Rồi, ok chưa, sáng mã X12 đi em. Có, các chị có thể có 1754 có mà. 1754 có mãi nhớ. Cái nào có nhiêu? À tủ công sở nhá, lên tủ công sở nãy giờ các chị hỏi tủ công sở mà nói thật các chị luôn đó. Là lú, tại vì hàng nhiều em quá. Em đừng dạy cho chị xem vậy với ạ. Ok, đợi em chút nhá. Vậy cho em xả 2 ạ, đồng hồ là xả 11 ạ. Các chị kem mau kem số điện thoại của em vậy ạ. Cổ mít rất là xinh. Cái này nó đơn giản, nó xinh hơn. Vậy có giá là 289.000 đồng ạ. Không cần phải quá cầu kỳ đâu. Mọi người để mà xem váy mà càng đơn giản, mặc càng lâu quế. Các chị kem mau kem bây giờ các chị mặc cái vải này tầm khoảng 10 năm sau các chị lôi cái vải này ra mặc vẫn được, tại vì nó có quế đâu, nó đơn giản như này không bao giờ có thể quế được mọi nhá. Mã này mọi bấm cho em mã X2 kem số điện thoại cho em 289.000 đồng, giá không bao giờ có thể rẻ được. Ngay từ đầu đã áp mã này với cái mã dòng giá không thể rẻ hơn được, không bày lên khác rồi sáng mã khác nào. Rồi lấy mã khác nào em ơi. Rồi này ví dụ mà lát nữa các chị đặt vải này mà quá nhiều á, ví dụ như kiểu em nợ đơn thì chịu khó cho em nợ đơn tầm khoảng 1-2 ngày nhá, chứ không là sẽ không đủ đâu. 40 cân cho đến tầm khoảng 62 cân, 60-62 cân các chị sẽ mặc vừa. Eo dưới 85 chốt cho em mà, eo trên 85 không chốt nhá. Eo dưới 85 chốt cho em, còn eo trên 85 không vừa đâu. Vậy là còn mà xả 289.000 đồng ạ. Túi công sở lơ vế em với nhá các chị. Túi công sở lơ vế cái này lúc nãy giờ để 6, nhưng mà khách hỏi rất là nhiều. Màu này cho em nó sẽ kiểu là màu nấu bò nhá mọi người, bản nội địa. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã X12 kèm số điện thoại cho em. Được con tâm khoảng 10 con nữa thôi mọi người ạ. Không còn nhiều đâu, con đúng 10 con nữa. 279.000 đồng một cái mọi nhá. 279.000 đồng một cái, dưới 60-62 cân chốt đơn cho em. Mã này mọi bấm cho em là mã X12 ạ. X12 đối dép hai quái, đợi chị một chút nhé Thảo Trân. Đây. Cái này những chị nào mà đi làm công sở hoặc các chị đi dạy các kiểu, các chị cần phải để nhiều đô thì mọi người sẽ lấy cho em cái bản này mọi nhá. Ở trong của nó lòng rất là rộng, mình có thể để vừa iPad các kiểu, chứ máy tính thì em sợ là nó hơi chật, nó sai thiết kế vừa như thế này thôi. Bấm cho em mã này sẽ là mã X12 kèm số điện thoại cho em. Những cái dòng này, nói thật những chị nào hay mua những cái dòng big size như này mọi người biết rồi, bình thoan toàn 370 một cái thôi, bản mọi người phải giá là 279.000 đồng. Bấm cho em nó mã X12 kèm số điện thoại cho em, 279.000 đồng một cái mọi nhá. Siêu đẹp luôn á, màu nó phối rất là đẹp, không hề bị kẻ đô đâu các chị. Màu của nó sẽ kiểu là màu nấu, màu nấu vậy là màu vàng bò. 279.000 đồng. Con 10 cái, bản hàng nội địa, 279.000 đồng các bạn này. Đôi dép trắng ở phía sau có. Kem số điện thoại hồi em vậy ạ. Lấy chị đôi dép trắng ở phía sau. Mã kem số điện thoại cho em sẽ là mã X12 kem màu kem à quên, có một màu hay một màu. Kem số điện thoại cho em nhá, miệng có khóa kéo á, 279.000 đồng các bạn này nhá. Không có màu khác các chị ạ, bây giờ chỉ còn màu này nữa thôi. Đấy, size của túi rơi vào tầm khoảng size 30, miệng rơi vào tầm khoảng size 30-35 gì đó các chị, đẹp lắm. Túi công sở bấm cho em là mã X12. Còn vải em mặc là mã X2. Đôi dép trắng ở phía sau đợi em một chút nhé. Đôi dép trắng ở phía sau này. Đôi này bán nhiều lắm rồi. Bấm cho em đôi dép trắng ở phía sau là đôi X13. Kèm số điện thoại cho em, áo có. Lát nữa tầm khoảng 2-3 phút nữa em sẽ xả áo tánh banh tới bơi mọi người luôn. Con lẻ lẻ em sẽ xả lẻ lẻ mọi người luôn. Ủ tóc ở đấy cũng có. Túi công sở bỏ vừa A4. Cái này bỏ vừa A4 nhá. Cái này sẽ bỏ vừa A4, nhưng mà máy tính kiểu là size hơi to một chút thì không vừa.
bỏ vừa cả cái kẹp áo bổ nó mọi người sẽ có thể bỏ vừa nhé. 279.000 đồng ạ. Đôi này thì tốt, gọi là best của best seller luôn mọi người ạ. Bán không cái không thể em cho điện thoại thôi, em không thể thống kế được là bán bao nhiêu đôi này rồi. Tùy không vừa laptop đó chị ạ. Mọi người bấm cho em mã này sẽ là mã X17 ạ. X13 kèm số điện thoại cho em rồi nhá. 185.000 đồng một đôi luôn. Chơi lớn mọi người luôn. 185.000 đồng một đôi full hộp đầy đủ mọi người luôn. Ok chưa mọi người? Hiện tại bây giờ thì ở shop em còn màu trắng nhá. Màu đen thì ngày mai hoặc ngày kia em sẽ về tầm khoảng 200 đôi. Do đó cho nên là nếu mà các chị đặt màu trắng thì bây giờ các chị đặt luôn cho em, còn nếu mà màu đen thì các chị đợi em tầm khoảng 2-3 ngày. Cái này mỗi lần về em nói thật các chị luôn, không bao giờ có giá dưới, không bao giờ có cái số lượng dưới 300 đôi đâu. Toàn là 200-300 đôi mỗi lần. Mọi bấm cho em mã này sẽ là mã X mấy ạ? X13. Đợt trước là toàn 200 mấy đấy mọi người. Đợt này em tặng các chị luôn với giá là 185.000 đồng một đôi, full hộp đầy đủ các chị luôn. Kèm số điện thoại phía dưới hộ em. Toàn bộ bằng cao su nón đi lên rất là đẹp. Và đôi này em đi để đôi thứ hai đấy các chị. Đôi đầu tiên em đi ạ. Nó kiểu là nó hơi cũ rồi, mặc dù là đánh chui vẫn rất là sạch sẽ. Nhưng mà kiểu là nó hơi cũ cũ rồi. Do đó thôi cho đi đôi khác thôi nhá. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. Mã này bấm cho em là mã X13 hay X13. X13 kèm số điện thoại, kèm size luôn hộ em. 185.000 đồng một đôi. Sorry các chị, 185.000 đồng một đôi. Đôi này đi rất là khỏe chấn mọi người nhá. Cứ kèm số điện thoại phía dưới hộ em nó. Đưa chị cái hộp của nó ở đâu. Cái này sẽ có hộp đầy đủ với mọi người luôn. Có hộp đầy đủ với mọi người luôn. Đế của nó sẽ tầm khoảng 4-5 phân, còn đôi trước của nó tầm khoảng 3 phân như thế này mọi người nhá. Mềm như bùn luôn các chị ạ. Và đôi lấy này em thấy là đi mặc với cái gì cũng xinh. Tầm 4 phân nhá. Mặc với cái gì cũng xinh mọi người ạ. X13 kèm size, kèm số điện thoại cho em màu đen thì hẹn các chị tầm khoảng 3 ngày nữa là em sẽ về. Còn hiện tại thì màu trắng thêm con số lượng nhiều, trắng của nó sẽ kiểu là trắng kém nhá mọi người. Không phải là màu trắng tính đâu, nó mặc rất là dễ luôn. Mã lên đâu cho em sẽ là mã X14 đúng không? X13. X13 kèm số điện thoại. Full hộp này. Túi công sở là 279, Z là 185 mọi người. Full hộp đầy đủ như này mọi người này. Cái này khách của nhà em đang còn mua 380.000 đồng một đôi. Mà em thấy tất cả những cái bạn nào mà bán hàng áo đi order mã này toàn là 380 một đôi. Rẻ cũng 280 một đôi. Mọi người nhá. Tại cái này nó sẽ là bản hàng nội địa nhá, không phải là hàng khách của hãng nào cả. Bản hàng nội địa chúng rất là đẹp luôn mọi người ạ. Bán chạy dã man luôn, 185.000 đồng có lẽ không bao giờ. Không bao giờ có thể rẻ hơn được như thế này. Chị kem size, kem số điện thoại hồi em vậy ạ. Đấy. Lên chân báo đẹp luôn mà năm nay những cái kiểu màu trắng kem kém như này bán chạy cực kỳ luôn các chị ạ. Bình thường là chỉ có màu đen. Nhưng mà năm nay tất cả những cái bản dép lế và túi màu trắng và màu kém bán rất là chạy hàng. 185.000 đồng như đôi này đánh chui thoải mái. Mọi người nhá, đánh chui tẻ cá thoải mái cho em. Em thậm chí những 7 ngày mưa em còn dùng đôi này để lội nước nữa. Nhưng mà hạn chế nước thì nó sẽ bền hơn mọi người nhá. Thỉnh thoảng ví dụ như kiểu là mình có thể lội mưa được, nó không hề bị bóng tróc ra đâu. Em thấy mấy ngày trôi mưa trôi vĩnh lụt á, bị ngập á. Em đi đón con em kiểu là nước nó lắp sắp như thế này, em xuống xe em lội nước tẻ cá thoải mái mà về nó không ảnh hưởng gì cả. Mọi người nhá, nó rất là bền luôn. 185.000 đồng full hộp đầy đủ. Mã kèm số điện thoại cho em là mã X13 nhá. Cho mình xem lại X11 à. X11 là mã nào? Đồng hồ à? Đồng hồ sẽ là 169.000 đồng. Đấy mọi người, em có màu đỏ và màu đen nhá. Bản này thì quá là đẹp rồi. Nó không hề bị kẹn tay đâu ạ. Tay to tay nhỏ mọi người vẫn thể mang được cho em mã này. 169.000 đồng full hộp đầy đủ. Ok chưa? Z là mã X13 nhá, 185.000 đồng. Z này mình mua rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thánh Tinh ạ. Đôi này em bán quá là nhiều rồi, nói thật các chị luôn. À ví này, lấy mọi người ví nhá. Ví các chị sẽ bấm cho em là mã X14. Kèm số điện thoại cho em, đập hộp cho mọi người con ví LV nào. Lên túi Chanel hôm qua chị đập hộp, ok, lát nữa em lên thôi mọi người. Cái túi Chanel hôm qua đập hộp phát mà bay, nói thật các chị luôn là bay hơn 80 cái. Chốt áo mà chốt 80 cái là đơn giản, mọi người nhá. Nhưng mà chốt túi mà chốt 80 cái là cả một vấn đề các chị ạ. Nó không đơn giản, tại vì túi và dây dép bản chất đặc thù của nó khác mọi người. Hôm qua em đập hộp cái túi Chanel mà đi hơn 80 cái luôn đấy. Về 100 cái bây giờ con tầm khoảng 16-17 cái. Đây đây. Mọi người bấm cho em mã này sẽ là mã X14. Kèm số điện thoại cho em. Full hộp đầy đủ của hãng này. Cái này về được khoảng 50 hộp à? Cái này em về được khoảng 50 hộp. X13 màu đen cho em số điện thoại đi mọi người. Cái này mọi người sẽ bấm cho em là mã X14. Kèm số điện thoại cho em. Mọi nhá. Màu đen thì ngày mai thì em sẽ về. Vì lơ vế phun hộp đầy đủ nhanh xin so để tương đương cái mũi chỉ. Bản này cho em nói sẽ là bản hàng siêu cấp của lơ vế mọi người, không phải là bản rẻ đâu ạ. Cái này về được bao cái ấy.
em có tầm khoảng 15 cái mỗi màu. Nó bọc nguyên xíu như thế này luôn mọi người nhá. Vì xanh nhỡ của LV. Bấm cho em mã này sẽ là mã X14 màu vàng à. X14 màu nâu nhạt và X14 màu nâu đậm à. Full hộp luôn nha mọi người. Full hộp đầy đủ luôn. Bây giờ còn ít ít nữa thôi. Tặng mỗi chị cái. Bình thường dòng này bán 150 là còn rẻ. Tại vì các chị biết là những cái dòng của LV, Chanel, Gucci bao giờ nó cũng rất là đắt. Tại vì nó sẽ là bản hàng fake. Người ta bán ở trong đó người ta phải kèm cả cái tiền bảo hiểm cho hàng hóa mà mọi nhá. Tại vì là những cái mặt hàng này nếu mà bị bắt là chắc chắn nó sẽ bị thu luôn. Do đó những cái hàng hãng bao giờ nó cũng đắt hơn so với những cái dòng hàng không hãng. Người ta phải cộng cả cái tiền bảo hiểm hàng hóa vào đó nhá mọi người. Đúng không ạ? Đấy, xịn sò như thế này. Nhưng em thôi, bán tặng các chị luôn 125.000 đồng một cái. Bấm cho em mã này sẽ là mã làm gì. Em thấy mọi người bây giờ mà các chị đi ra ngoài mua riêng cái hộp này cũng là mấy chục nghìn. Đúng không ạ? Em bán cho người ví hãng LV full hộp với giá là 125.000 đồng một cái. Đây, nhân viên bảo vừa mới mua xong này. Vì cho em là X14 ạ, 125.000 đồng ạ. Nguyên như thế này luôn rồi nhé. 125.000 đồng một cái. Em có màu nâu nhạt và màu nâu đậm. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Dã man nó đẹp luôn mọi người. Này, bản này cho em nó sẽ là bản gọi là huyền thoại của LV đâu đấy. Không bao giờ bị lỗi mốt đâu. Bấm cho em mã này mã X14 nhé mọi người. Kem màu, kem số điện thoại cho em. Màu nấu đậm còn tầm khoảng 10 cái. Màu nấu nhạt em còn 5 cái. Em xài mọi người luôn với giá là 125.000 đồng một cái. Ví LV full hộp đầy đủ luôn. Mã lên đâu cho em sẽ là mã X14. Các chị nhìn này, ở trong của nó cũng lót rất là xịt luôn đó mọi người. Nó sẽ là bản hàng đẹp của LV, không phải là bản hàng rẻ mọi nhá. Kể cả cái khóa của nó cũng dập logo hãng. 125.000 đồng nhá. 125.000 đồng. Váy sẽ là 289.000 đồng mã X2. Đấy mọi người. Kể cả cái khóa của nó cũng dập logo của hãng. Các chị nhìn rõ không ạ? Siêu xịn so luôn. Cái này những chị nào mà quen dùng hàng hãng mọi người sẽ biết nó sẽ là dòng hàng xịn nhá. Em xả mọi người với giá là 125.000 đồng. Còn 10 cái con 5 cái nấu đậm và 10 cái nấu nhạt. Lấy màu nào bấm cho em mã đỏ. Mã lên đơn cho em sẽ là mã X10. X14 ạ. 14 kem màu kem số điện thoại cho em mọi người. 125.000 đồng làm gì có mọi người. Thực sự các chị lúa này cái vì thương bao giờ có giá này đừng nói gì vì hả. Phún hộp như thế này luôn mọi người. Hộp xịn như thế này mọi người luôn. Hộp cứng như thế này luôn. Nhận hàng các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. X14 nấu đậm và X14 màu nấu nhạt kèm số điện thoại cho em. Mọi nhá 125.000 đồng ạ. 125.000 đồng. Cái này các chị có thể dùng trong những cái vỉ mini cũng cái túi mini cũng được, hoặc là mọi người dùng trong những cái túi to cũng rất là ok luôn. Đợt trước em bán trong có đợt là nó đắt lên đến tận 180 đó mọi người. Đợt này nó rẻ hơn đó. Đợt này nó rẻ hơn này em nhập được 150 và bây giờ em xả mọi người với giá là 125.000 đồng cho mã này nhá. Bấm đúng cú pháp kèm mã kèm số điện thoại cho em. X14 ạ. Đồng hồ em mang là X11 ạ. 169.000 đồng. Con ví sẽ là mã X14 nhé, đúng không? X14 nhé mọi người. Rồi để em lấy mọi người đôi cao gót nào. Các chị hỏi cao gót nhiều quá. Cháu đôi cao gót nào còn nhiều nhiều. Dior là đôi nào? Có 10 đôi. À con ngắm con không? Đôi này. Có một đôi này siêu phẩm. Các chị mà không lấy được cái tiếc nữa em sợ không to. Đồng hồ chỉ đéo là 169.000 đồng. Bám màu nào lấy với chị đôi này đi. Đôi siêu phẩm. Nhưng mà sold hết rồi. Lẻ sái rồi. Về ồ. Đôi siêu phẩm của Diama. Có chị nào mà chốt được đôi này xin chúc mừng các chị nhá. Vì cho em đây X14 ạ. 125.000 đồng ạ. Các chị kem màu kem số điện thoại của em. Cái này mọi người bấm cho em là mã X15 kem số điện thoại nhá mọi người. Có chị nào đã mua đôi này cho em xin phản hồi nè mọi người. Cao gót Diama, đều của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7 phân. Hở gót và đá eo ơi rất là xinh nha mọi người luôn. Mặc váy mặc quần mặc áo đều rất là xinh. Bấm cho em đôi này sẽ là đôi X10. X15 kèm số điện thoại cho em. Chốt hạ chị luôn với giá là 195.000 đồng một đôi nhá. 195.000 đồng một đôi full hộp đầy đủ mọi người luôn. Nha mọi người. Bấm cho em là mã X15 kèm size kèm số điện thoại cho em. Bản này bình thường các chị có mua có rẻ nhất cũng 280. 290 một đôi là rẻ lắm rồi. Em bán cho người luôn phải giá là 195.000 đồng một đôi. Nhưng mà cái này em không chắc chắn 100% các chị sẽ có hàng đâu. Những chị nào ở gần thì mọi người thể qua trực tiếp shop xem nhá. X14 cho em số điện thoại với chị Lý ơi. Váy có giãn vừa vừa thôi, không phải là có giãn mạnh đâu các chị. Bấm cho em mã này sẽ là mã X15. Chị Thuy Dương ơi, cá TDH kèm số điện thoại cho em vừa. Kèm số điện thoại cho em mọi người. X17. X15 ạ. 195.000 đồng một đôi ạ. Ok mọi người. 35, 36, 37, 38, 39. Cái này có cả màu trắng nữa nhá. Cái đá của nó mọi người đã biết là nhìn này là hàng đẹp rồi. Cao gót đá của Diama làm gì có giá này mọi người. Có rẻ 370 một đôi đúng không?
em bán cho người với giá là 195.000 đồng cho đôi X15, nhưng em không chắc chắn 100% các chị sẽ có hàng đâu, tại vì mã này nói thật các chị là nó lẻ sai lắm luôn. Khách trực tiếp cũng mua rất là nhiều và khách on cũng mua rất là nhiều, hình như đôi này em đã một lần rồi các chị ạ. Full hộp đầy đủ mọi người luôn, form lên rất là xinh, 195.000 đồng một đôi nha mọi người. Có cả màu trắng nữa, nào lấy chị màu trắng đó. Size 39, 35 cho đến 39 ạ. Size sẽ chạy từ 35 cho đến 39 nha mọi người. Hoa tai em mang 79.000 đồng một đôi. Bấm cho em là mã hoa tai X8 79.000 đồng. Đấy, có cả màu trắng nha mọi người ơi. Hay là cho hai cái mã vào là không được này. Một bên đảo, một bên không. Đây. Xinh giá man luôn thực sự mọi người. Cao gót đá của Giamma. Phun hộp đầy đủ mọi người luôn, 195.000 đồng một đôi. Làm gì có cái đôi cao gót nào mà nó rẻ giống như kiểu là một đôi dép lê như này ạ. Đây là phóng chuẩn nhá chị. Phóng chuẩn mọi người nhá. Bình thường đi size nào mọi người lấy cho em size đó. Đây. Cao gót đá của Giamma, mã lên đâu cho em sẽ là mã X10. 15 kèm sở thành cho em trắng cái con ít lắm, chủ yếu là con màu đen nhá. Trắng cái con số lượng ít hơn, chủ yếu màu đen con nhiều. Đôi này chị mua rồi xinh lắm mèo ơi, em cảm ơn mọi người. Lỡ mà hết thì các chị thông cảm hộ em nhá. Thực sự luôn. Lỡ mà có bị hết hàng thì các chị thông cảm hộ em. Thị trường các chị mua 280.000 một đôi, em bảo mọi người 195.000 đồng một đôi thì chắc chắn là hết rồi. Rất là nhanh hết rồi, em cũng mường tượng được trước nay nó sẽ như thế. Nhưng mà lỡ có hết thì các chị thông cảm của em. Nhiều chị hết hàng tức quá là bảo là mày bán kiểu gì, làm ăn kiểu gì đấy. Tao đã đặt rồi mà tại sao lại không lại báo hết các kiểu, thông cảm của em phiền phiền mọi người. Hàng của nhà em toàn là hàng vừa vừa tiền. Hết mã này mọi người chịu khó chốt cho em mã khác cũng được mọi nhá. Không thì chịu khó đợi đố hộ em mọi người này. Cao gót đá xinh như thế này mà bán có 195.000 đồng bảo sao cho anh không nhanh hết. Đúng mọi người. Mặc váy mặc quần mặc áo đều xinh, 35 cho đến 39. Váy em mặc sẽ là 289.000 đồng mã X2. X2 ạ. Cao gót đá cho em là X15 ạ, 195.000 ạ. Nổ đớn, nổ đớn. Nổ đớn kia, cầm cầm cái túi lên cái thấy. Ok nhá mọi người. Váy này hai màu nhá. Váy em không mặc màu vàng nào nữa đâu, tại vì là màu vàng em về được có ít. Chủ yếu là về màu đen nhiều hơn mọi người ạ, màu vàng bây giờ có số lượng ít. Váy sẽ là 289.000 đồng, các chị cứ bấm cho em là mã X2. Đồng hồ có 3 màu đen, trắng và đỏ. Mã lên đơn cho em mã X11, 169.000 đồng. Con cao gót đá sẽ là 195.000 đồng nhá. Cao gót đá của Giamma sẽ là 195.000 đồng một đôi. Để tầm khoảng 7 phấn mọi người đi rất là khỏe chắn luôn. Kèm số điện thoại cho em ạ, không có số điện thoại em không lên đơn được các chị ơi. Không có số điện thoại hoàn toàn là sẽ không lên được đơn hàng mọi nhá. Váy sẽ là 289. Đây em giơ gần mọi người xem. Cái váy này lúc nãy giờ khoảng 8 chị vào shop thử rồi. Hay. 8 khách vào shop thử rồi mà thấy chị nào thử cũng đẹp á. Mà cô không hề bị lộ bụng luôn đó hả? Hai màu nhé. Bấm cho em là mã váy vàng hoặc váy đen, em sẽ phải cho em 289.000 đồng. Rồi lấy mã khác nào em. Váy sẽ là 289 nha. Rồi lấy mã khác, lấy mấy cái áo lẻ lẻ chị xả đi em. Cho em đá qua quần áo chút nhá. Tao quất đá cho em lấy X15 ạ. Cho chị chạy nước nữa. 195.000 đồng. Ờ ảo ảo kẻ con nhiêu. Con nhiêu. Mỗi màu em còn tầm khoảng 15 cái. Cái này thì rất là đẹp nhưng kiểu cái form của nó hơi nhỏ mới. Form này hơi nhỏ. Đẹp thì công nhận là đẹp thật nhưng form của nó sẽ hơi nhỏ. Chất có dáng thoải mái. Mọi bấm cho em mã này sẽ là mã X10. 16 nhá, em nhận đơn dưới 53 cân thôi nhá. Nguyệt Nguyệt, cái này chị nhận đơn dưới 53 cân ổn không? 50 cân. Dưới 50 cân hả? Ờ thế á. Cái này thì form rất là đẹp mọi người ạ. Nhưng mà thôi, đẹp nhưng mà form nó nhỏ. Thôi thì em cũng cũng gọi là tri ân cho những chị nào mà khách nhỏ của nhà em mọi nhá. Dưới 50 cân các chị chốt đơn cho em mã này. X16. Kèm số điện thoại cho em, tặng mỗi chị cái nhá. Cái này gọi là giá tặng chắc chắn luôn này. 99.000 đồng. Ok chưa? Em phải nói là 99.000 đồng đúng mọi người. Phải không Khánh, chị nói bao tiên? 99.000 đồng. Chết dở các chị ạ. 99.000 đồng một cái nhá. Lỡ hết cũng thông cảm hộ em. Cái này những chị nào mà dưới 50 cân chốt nhanh cho em mã này. Tại vì nó rất là đẹp mọi người ạ. Mỗi tội là form của nó sẽ nhỏ thôi. 40 cân cho đến tầm khoảng 50-52 cân là vẫn có thể bón chén được. Những ví dụ như kiểu là em 55 cân em vẫn có thể mặc được cái áo này. Nhưng mà tại vì là em là người nó gọn gọn. Còn những chị nào mà 40 cân cho đến tầm khoảng 50 cân là chắc chắn vừa mọi nhá. Còn không 52 cân vẫn có thể bón chén được đấy. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. Cất có dán rất là đánh. 99.000 đồng một cái. Những chị nào mà không biết các cái chị mà hay lặt hàng của em qua lái. Khách sỉ không biết có ngồi đấy không vào mà lặt. Trời ơi. 99.000 đồng một cái. Bấm cho em mã này sẽ là mã X10. 16. Kèm số điện thoại cho em. Cái này mà các chị không bấm mà lát nữa mà hết. Đừng đã đê này em ạ.
Màu kem em còn tầm khoảng 10 cái và màu đen em còn 10 cái thôi, em tặng các chị luôn thì giá là 99.000 đồng một cái. Cái này gọi là giá vừa bán vừa tặng cho chị luôn nhá, chứ không bao giờ có giá này đâu. Áo này được trước chị mua đẹp lắm, sau này xả với em đó, thấy chưa? Đây các chị, 99.000 đồng một cái này. Ghim cái bình luận của chị Duyên Lâm, áo này được trước chị mua đẹp lắm sau, tại phóng nhỏ, phóng nhỏ cho nên em xả à, với em lấy x16 ạ. 99.000 đồng một cái. Báo đẹp cho mọi người luôn nhá. Cái này em nói chắc chắn mọi người là em báo đẹp luôn ạ. Nhưng với điều kiện các chị phải dưới 50-52 cân nhá. Người nhỏ nhỏ thì mặc được, con người to mặc cũng mặc được thôi. Từ cái chất vải cũng đẹp mọi người ạ, không phải là hàng rẻ đâu. Cái này em sale duy nhất vì một lý do, tại vì form của nó nhỏ chứ không phải là vì chất hoặc là vì như thế nào. Lên rất là đẹp luôn mọi người. Hai mau 99.000 đồng lấy luôn cả hai cái, hai mau mà mặc mọi người ơi. Chất vải của nó sẽ là chất vải thú đông nhá, không phải là chất he đâu. Trời ơi, áo có cổ, các chị mặc đi làm hay đi chơi đâu được. X16 kem số điện thoại cho em, sữa tắm em con nhưng mà ở cơ sở khác chị ạ. Chị nào mà lấy sữa tắm Olay thì mọi người cứ bấm cho em là mã sữa tắm kem số điện thoại cho em. Sữa tắm trắng giá của Olay sẽ là 199.000 đồng. Còn cái này em xài mọi người với giá là 99.000 đồng nhá. Váy đang mặc là mã X2. Còn áo các chị bấm cho em là mã X16 nhá. Kem số điện thoại cho em là X16 ạ. Có kem hai màu, màu kem và màu đen ạ. Lấy màu nào bấm cho em. Kem số điện thoại của em vậy ạ. Trời ơi, những chị nào mà dưới 52 cân lấy cái áo này đi mọi người, nó quá là rẻ và đẹp luôn đấy, 99.000 đồng một cái. Làm gì có à mọi người. Những chị nào ở gần mọi người thể qua shop xem nhé. Các chị nhìn cái chất này, có giãn cực kỳ thoải mái. Cái này mọi người giặt tay giặt máy ok vô tư luôn, nó không bao giờ bị xu đâu. Nhưng với điều kiện các chị phải người nhỏ nhỏ. Nhiều chị thích cái áo này lắm, nhưng mà tại vì người to béo quá chị không vừa. Chị nhớ kem mau kem số điện thoại hồ em với ạ. Chị 62 cân nếu vừa thì chị lấy luôn một màu nào cả. Vừa đấy, 62 cân nếu vừa thì lấy luôn một màu 5 cái các chị này. Đẹp như thế này các chị này, nhìn cái chất vải này. Giống cho mọi người xem. Không phải là em sale nó không, em sale rẻ, nó không phải là vì nó xấu. Thực sự mọi người luôn, cái áo này em thấy rất là đẹp rồi nhá. Nhưng mà nói thật các chị là tại vì phóng nó nhỏ thôi. Cái này mà phóng nó to một chút nữa em thêm mọi người là bán quên về luôn. Mọi người nhá. Chỉ cần em bán thôi thôi 35.000 đồng các chị cũng mua rất là nhiều. Chứ đừng có nói là xả con 99.000 đồng một cái. 289.000 đồng ạ. Áo là X11 ạ, 99 đồng ạ. 99 đồng. 99 đồng nha mọi người, 99 đồng quá là rẻ luôn đấy. Quá là rẻ thực sự. À bên em có hai màu ạ, màu kem và màu đen nha các chị. Các chị nhớ kem màu, kem số điện thoại hồ em với ạ. Kem màu, kem số điện thoại cho em nha mọi người. Có số điện thoại không lên được đơn hàng đâu. Rồi em sang lên mã khác nào. Áo là X16 ạ. À khoan à, sẽ lại với chị bên 900 người xem cái X16 nhé mọi người. Lỡ mà hết thì thông cảm hộ em nhé. Tại vì em xài mọi người 99.000 đồng thì chắc chắn là sẽ nhiều chị không được chốt đơn nhé mọi người. Chị nào ở gần ạ, em khuyến khích mọi người qua shop xem nhé. Qua shop lấy nhanh nhé, 99.000 đồng một cái thôi. Do đó cho nên là sợ là tầm khoảng 5 phút nữa thôi là khách quá là hốt hết luôn. Thực sự mọi người, cái này tại vì là em xả quá rẻ luôn nhá mọi người. Em xả không phải là vì nó xấu, em nhắc lại một lần cuối, không phải là vì nó xấu, mà tại vì phí phóng nó nhỏ. Nhá mọi người, ở đấy nó sẽ coi em tăng dài như thế này nữa. 99.000 đồng cái, mã X16 nhá. Rồi em quá mã luôn ạ, váy sẽ là 289.000 đồng. Rồi, à, em lên tiếp cho mọi người đôi, cái gì nào. Lấy mọi người con túi đi, cho. Hả? Ờ, túi này hả? À, từ từ đã lên cái túi này nữa này. Mọi bẩm cho em mã này sẽ là mã X17 ạ. X17 kem số điện thoại cho em. Cái này có cả màu đen nữa. Cho chị xem số lượng mã này với nó để chị CEO sập xa nó khách nữa. Không, em cho mở ra cho chị xem số lượng luôn đi. X16 em sợ hết rồi. Thôi mọi người ngừng bấm X16 cho em. Tại vì cái áo đó xả con 99.000 đồng là thật các chị là xả lỗ luôn á. Xả lỗ luôn đó mọi người. Mau bao nhiêu hả? Đẹp mà. Đây. Cái này bấm cho em mã X17 này. Túi khóa đế. Nó sẽ là dòng bản túi nội địa mọi nhá. Bây giờ sắp đến lễ rồi. Những cái dòng túi này bán rất là nhiều luôn mọi người nào. Xem số lượng của chị thấy chưa? Mã này mà bấm cho em là mã X17. Để em xem số lượng con báo con em xả rẻ mọi người luôn. Xả sập xa với chị luôn. Chủ yếu bây giờ em sẽ còn hái mau nấu và đen nhé. Số lượng tôn khó khổ. Con nhiều như này à? 74 cái các chị ạ. 74 cái nữa. Này. Tôn khó 74 cái, các chị thấy không? Số lượng tôn khó là con 74 cái. Thôi như này. Bên nào vừa là đi shop.
mã này mà bấm cho em là mã áo bra ở đây không có đâu mọi người ạ. Áo bra ở cơ sở khác. Cái này mọi người bấm cho em là mã X17. Kem mau kem số điện thoại cho em. Mọi người nhá. Túi bản nội địa của CD như thế này, em có 3 màu mọi người lựa chọn nhá. Màu nấu con tầm khoảng 22 cái. Màu đen là con nhiều nhất, còn màu nấu nhạt thì con ít hơn. Em bán tặng các chị luôn. Bản này bình thường các chị có mua rẻ nhất cũng là 280 29 đúng không? Rẻ nhất là giá đó rồi. Em xả luôn mọi người, mã này với giá là 220.000 đồng một cái. Ok nhá mọi người. 220.000 đồng một cái mọi người nhá. Bấm cho em mã này sẽ là mã X17. Kem mau kem số điện thoại cho em, giá duy nhất áp dụng trong livestream ngày hôm nay. Ok mọi người. Không thôi đến khi các chị lại chị lại Hoa lại kiện. Kem số điện thoại hồi em vậy ạ. 220.000 đồng một cái. Giá duy nhất chỉ áp dụng trong buổi livestream ngày hôm nay. Mọi người ơi, tặng kem cả cái gì đấy nữa, bản 2 giây mọi người thay đổi. Có cả khăn lụa ở chị luôn. Đây. Cái này nhân viên ngồi xì sao với nhau rẻ như này em phải lấy một cái. 220.000 đồng một cái. Túi quay sách mọi người, bản hàng nội địa làm gì có hả mọi người. Cái túi cắp nách nó còn có chấp nhận được giá này. Túi quay sách các chị biết là bao giờ nó cũng đắt hơn như thế này rồi. Bấm cho em mã này sẽ là mã X10. X17 kem mau kem số điện thoại cho em 220.000 đồng một cái. Đây chỉ được mặc là X2 ạ, 200. Nó sẽ có luôn cả giấy đeo dài như thế này mọi người. Bản của nó sẽ là bản 2 giấy. Bản 2 giấy mọi người thay đổi luôn. U là trời. Này. Cả một đồng giấy như này mọi người luôn, 220.000 đồng một cái. Đang mặc đấy ạ. Bấm cho em mã này sẽ là mã X17 ạ. 17 kem số điện thoại cho em. Đây là X2 ạ, 289.000 đồng ạ. 220.000 đồng cho mã này mọi người nhá. Không bao giờ có luôn các chị mau nấu này. Màu nấu cực kỳ sáng, cái này mọi người muốn làm quà tặng cũng được. Mà mọi người muốn dùng cũng rất là ok luôn. Bấm cho em mã này sẵn mã X17. Túi rơi vào tầm khoảng size 22 á, size vàng luôn mọi người. Riêng cái túi và bản size 22 là bản dễ bán nhất từ trước đến nay mọi người nhé. Không bao giờ có thể quá mặt được mã này luôn ấy. Mã lên cho em sẽ là mã X10. X17 ạ. 17 kem mau, kem số điện thoại cho em. 220.000 đồng một cái mọi người. Cái này em xả quá là rẻ luôn rồi mọi người tranh thủ nhé. Các chị nhìn gần cái viên túi này. Nó rất là xịn luôn, ở trên của nó sẽ có từng kia cái phần kẻ ố như này nó dập nổi lên mọi người nhé, đẹp và xịn sò lắm luôn. X17 màu nấu ạ, X17 màu đen ạ, và X17 màu kém kem số điện thoại cho em 220.000 đồng một cái. Lấy màu nào bấm cho em màu đỏ. Chị có cái giấy đeo sai thôi em vậy ạ. 220.000 đồng một cái cho mã X17. Nha mọi người, giá chưa bao giờ em bán thực sự luôn mọi người. Kem số điện thoại thế giới hộ em nhá, không có số điện thoại không lên được đơn hàng đâu ạ. Váy sẽ là mã X2, con túi sẽ là mã X17. Kem số điện thoại cho em 220.000 đồng một cái. Sợ luôn mọi người. Nói thật là bản giá này con lỗ à, con không kịp chạy luôn. 220 cho mã này nhé mọi người ơi. Bản túi hàng nội địa, hàng cao cấp không phải là hàng rẻ nhá. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Cho em xem trong túi em mở vào, em mở bên trong mọi người xem này. Nó có rất là nhiều ngắn nhá. Một ngắn này, hai ngắn này, miệng có khóa kéo nhá. Ba ngắn này và có hai giấy mọi người thay đổi luôn mà bản 220.000 đồng. Các chị riêng cái tiền giá không đủ, đừng nói đến tiền túi, tiền sản xuất các kiểu, tiền vận chuyển nữa. Bao nhiêu thứ tiền cộng vào đấy các chị, nhìn cái phiên giá hộ em. X17 kem mau kem số điện thoại cho em 220.000 đồng một cái. Ok chưa? Rồi sang luôn mã X10. Cái này mà các chị không bấm nhanh là sợ cũng không có hàng thực sự. Gửi cho em đấy X17. Tại vì đang sắp đến lễ rồi. Kem mau kem số điện thoại hộ em vậy ạ. Nếu các chị cần một con túi đẹp đẹp để tặng, mọi người cũng nên sắm cái mã này. Nó nhận cái túi cố cứ nghĩ là 400-500 nghìn chứ không nghĩ là 220 đâu mọi người. Thời điểm này gọi là quá nhiều hàng, do đó cho nên là em gọi bán kiểu ất như thế này. Bình thường không bao giờ có giá này 220 nhá. Em nhận được áo thôi đẹp lắm, em cảm ơn chị Hoa Nguyễn ạ. Bốt ở phía sau lát nữa em lấy thôi. Gây cửa bấm xe mã này mà X10 X17 ạ. Size 22 ạ. Bỏ vừa điện thoại thoải mái. Cái này mọi người xách đi làm hay đi chơi cũng đẹp nhá. 220 nghìn đồng cái mã này. Đây. Mã lên đôi mã X17 đẹp không mọi người. Thực sự đó. Này. Sái vừa vặn, phóng rất là đơn giản luôn. Sách cũng được mà máng cũng được. Màu đen đẹp này, màu đen màu nấu. Màu kém nữa. Đấy ạ. Toàn là màu xuất sắc như thế này mà không mua thì mua cái gì ạ. Em bảo như này nhân viên bảo lát nữa phải lấy cái này. Lát nữa phải lấy một cái tại vì 220.000 đồng một cái túi mọi người. Đây, làm gì có các chị. Đấy, mã lên đơn cho em sẽ là mã X17. Kem mau, kem số điện thoại cho em 220.000 đồng. Nhận hàng cái chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, đóng hộp đầy đủ mọi người luôn mã này nhá. Nhá. Đóng hộp đầy đủ luôn mọi người mã này rồi sang X18 này. Lên con áo lẻ lẻ đi. Có lẽ phải thay khác chứ. Chứ có cái gì để mặc cái áo ta. X18 này. Quần có quần chi hay quần dài? Quần dài đen. X18 kem số điện thoại cho em, cắt cho chị cái chỉ. Con có báo màu nữa này, xả rẻ mọi người luôn. X18 màu hồng con bao cái? Áo mông tư ghi mọi người nhé hả?
màu hồng em con tầm khoảng 20 cái, màu rêu con tầm khoảng 10 cái và màu đen con 10 cái. Mọi bẩm cho em mã này sẽ là mã X10 18, kèm số điện thoại cho em. Xả luôn mọi người, mã này với giá là 120.000 đồng một cái nhá. 120.000 đồng một cái. Nãy giờ em mua nhiều có được miễn ship không chị ạ? Phải tùy đơn em ạ, phải tùy đơn để lát nữa xem như nào. Các bạn nhân viên chốt đơn sẽ ấy sau, tại vì là hôm nay nói thật các chị là em xả vào sản phẩm quá rẻ mọi người. Em gọi là trừ vào sản phẩm quá nhiều mọi người, giống như cái túi lúc nãy từ 299.000 đồng. Đơn rẻ nhất là 295.000 đồng mà bây giờ bán cho mọi người có 220.000 đồng là mọi người biết. Đấy, cái này em xả luôn mọi người với giá là 120. Bấm cho em là mã X18 120.000 đồng nhé. X18 cái màu em, số điện thoại cho em. 120.000 đồng một cái, nhận đơn từ 40 cân cho đến tầm khoảng 60 cân các chị sẽ mặc vừa. Màu đen ạ, màu hồng ạ và màu xanh. Lấy màu nào bấm cho em màu đỏ. 120.000 đồng một cái áo bóng tư ghi mọi người. Nào, em sẽ thử phóng này vào mọi người xem nhé. Vậy em xin phép quá mã nha mọi người, tại vì nãy giờ các chị bấm váy nhiều quá rồi. Thôi ạ, bây giờ xin phép quá mã để sẽ lên quần áo nào. Thử cho chị cái. Cho chị xem lại túi đế lúc nãy ạ. Túi đế là từ Alexi áo này. Thế cái quần của chị ở đâu này em? Quần của chị ở đâu? Quần dài thì quần đùi cũng được. Chị dặn thôi. Hôm sau nếu mà chị lái để sẵn hàng hóa ra ngoài chị cái. Đây cái này em xả con 120 nhá. 120.000 đồng. X18 á, em nhận đơn dưới 60, 62 cân các chị sẽ mặc vừa mã này. 120.000 đồng cái mã này. Cho em lấy X17 ạ, 220.000 đồng ạ. Rồi. Cho em lấy X18 ạ. Các chị nhớ kèm màu, kèm số điện thoại hộ em với ạ. Túi là X17 ạ, có 3 màu, màu nâu, màu đen, màu nhạt ạ, nâu nhạt ạ. Các chị nhớ kèm màu, kèm số điện thoại hộ em với ạ. Túi là X17 ạ. Áo là X18, 120.000 đồng ạ. Các chị nhớ kèm màu, kèm số điện thoại hộ em với ạ. Túi cho em là X17 ạ, có 3 màu nha các chị. Chị đặt túi có bạn gọi điện cho đến mà không thấy hay. Chị Phan Yến cho em xin số điện thoại với ạ. Các chị lấy mã nào kem mau kem số điện thoại cho em với ạ. Đừng lên cho chị xem đầm em mặc với ạ. Chị đợi tí nha chị. Áo nó bập nhánh mọi người. Leo có tháng liệt thấy đô liệt luôn. Đấy, áo các chị sẽ bấm cho em là mã X mấy đây hay? X18 nhá, xả luôn con 120.000 đồng. Cái này con 20 cái màu hồng, 20 cái màu đen và 10 cái màu rêu mọi người nhá. Thôi bảo luôn 115.000 đồng đi cho nó nhanh hết hàng. 115.000 đồng một cái nhá mọi người. X18 kem màu, kem số điện thoại cho em. Chất mông tư ghi có giãn cực kỳ thoải mái. Và nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho để tầm khoảng 60 cân các chị sẽ mặc vừa mã này đấy. Form basic đơn giản mặc rất là dễ luôn. Giặt tay giặt máy thoải mái, chất mông tư ghi mọi người nhá. Màu hồng, màu đen với cả là màu rêu, lấy màu nào bấm cho em màu đó. Lên B05 ạ, B05 em nhiều mã, B05 lắm biết mã nào luôn các chị. Đây, mã lên đơn cho em sẽ là mã X18 nhá. X18 đúng không? Dạ, X18 kem màu, kem số điện thoại cho em ạ. Mình xem đôi bác trắng lát nữa em lấy mọi người nhá. Em xả luôn mọi người, mã này với giá là 115.000 đồng nhá mọi người. X18 màu xanh. X18 màu đen ạ. Màu đen và X18 nhà em đang mặc sẽ là X18 màu hồng. Em xả luôn con 115.000 đồng một cái. Nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến tầm khoảng 60 cân là các chị sẽ mặc vừa mã này. Áo mông tư ghi mà xả 115.000 đồng. Kem màu, kem số điện thoại hồ em vậy ạ. Sự luôn. Áo chị đang mặc là X18 ạ. Lấy luôn cả 3 cái 115.000 đồng ạ. 115.000 đồng một cái. Cái này là con lẻ mới xả như thế này, chứ còn bình thường không bao giờ có giá này đâu các chị ơi. Làm gì có giá 115 như thế này hả mọi người. X18 màu đen, X18 màu hồng như em mặc. Và X18 màu rếu vậy nhá. Báo màu cho mọi người lựa chọn. Một size ạ. Dưới 62 cân, dưới 60 cân chốt đơn cho em. Chơi 60 cân không chốt nhá. Hả? Mã cho em sẽ là mã X18 nhá. Các chị bấm nhiều lắm nhưng mà thì kèm số điện thoại nhá. Chất này. Giờ gần mọi người xem chất này. Chất mông tư ghi nó không quá dai đâu. Thôi tiếp này là mặc đẹp rồi. Chất mông tư ghi nó không quá dai đâu. B không nanh cắp đồng nách kể ạ. X11 ạ. B05 cắp nách là mã nào tách nhiều lắm các chị ạ, em không nhớ nổi. Em xả con 115 mọi nhá, lấy luôn cả 2 3 cái, 2 3 màu. Chị đang đeo là 169.000 đồng ạ. Có hai. Phòng này em nhận đơn dưới 60 cân thôi nhá. Chất có giãn.
mặc đi làm hay đi chơi cũng được, tại vì nó sẽ là dòng cổ bẻ. Xả con có 115.000 đồng một cái. Không phải là rẻ, cái này không phải là rẻ mà là quá rẻ luôn ấy mọi người. Màu rêu con 10 cái, màu hồng con 20 cái và màu đen con 10 cái thôi. X18 nha mọi người. Lấy màu nào bấm cho em màu đỏ nhá. Lấy màu nào bấm cho em màu đỏ, em 55-56 cân cao 1m62. Mặc thoải mái mọi người, sáng X19 luôn em. X19 làm gì? Vì sao thì ngắn rồi đó. Kem số điện thoại phía dưới hộ em nhé mọi người, còn số điện thoại em không lấy được đứa nó 40 cân hay 60 cân là mặc vừa chị ơi. Cái này 60 cân mặc vẫn vừa nhé, 60-62 cân các chị vẫn có thể mặc vừa, tại form của nó sẽ khá là thoải mái đó mọi người, khá là thoải mái đó. Rồi, dây thể thao có mã nào không? Chữ nô là đôi nào? Con nhô? Em lấy mọi người đôi dây thể thao cho chị mượn cái nào đấy. Đây, em lấy mọi người đôi giày thể thao này. Là cho chị mượn cái ghế để đấy cho chị dơ lên chị đi. Cái này mọi người bấm cho em là mã X19 nhá. Giày thể thao chữ nơ. Em bảo mọi người với giá là 189.000 đồng một đôi nhá. 189.000 đồng một đôi giày thể thao. À cho em lấy X18 ạ, 115.000 đồng ạ. Giày đen trên kệ rồi cũng sẽ là 279.000 đồng một đôi nhá. Có 3 màu nha các chị. Đôi này em xả luôn mọi người với giá là 189.000 đồng nhá. Áo em mặc là X18 đúng không? Dạ, X18 ạ. Cái này bấm cho em size sẽ là X19 nhá. Em thử vào mọi người xem. Áo chị đang mặc là X18 ạ, 115.000 đồng ạ. Có 3 màu cho các chị lựa chọn. Có màu đen, quá màu đẹp xanh, mà bám rất là rẻ mọi người luôn. Kem số điện thoại cho em nhá mọi người. Dây đen trên kề rồi cung đi à. Cái đôi dây đốc đấy à. Dây đốc còn nhiều không? Còn dạ. Đang em cứ để đó mà chị đó em đưa chị lại á. Hay đâu em. X18 chị Thủy ơi cho em sửa điện thoại đi, em xả con 10 lắm nha mọi người. Nhưng chị nào mà trước đó mua cái áo này nó đắt hơn mọi người cũng thông cảm hộ em, tại vì con XX của em xả hết hàng mọi người nhá. Lên áo khác ok, lát em lên mọi người áo khác, áo rất là nhiều. Cái này form hơi nhỏ nhá. Cái này mọi người đi tặng cho em một size, em xả luôn con 189. Mã lên đôi cho em sẽ mã X19. À X mấy? X19 ạ. X19 189.000 đồng một đôi. 35 cho đến 39 form hơi nhỏ đi, tặng một size nhá. Tặng một size mọi người. Tặng ngay một size nha các chị. 100 bao tiền đôi ạ? 189 nha. 189 nhìn đông đôi này. Bấm nhánh mọi người. Có báo đôi nữa. Đủ size từ 35 đến 39. Nhưng mà cái này em khuyến khích mọi người đi tặng một size thì là ok mọi nha. Nếu mà đi chật quá là nó sẽ không ổn đâu mọi người, cứ đi tặng em một size là đẹp, quá là đẹp luôn mọi người. Để lớp 6 của nó sẽ đồn tầm khoảng đến đấy. Màu mix rất là nhẹ nhàng, basic, ai có thể đi được. Đi tập, đi chơi hàng ngày vẫn ok. Áo em mặc sẽ là 115.000 đồng ạ. Áo em mặc sẽ là 115, 3 màu đen, rêu và hồng. Con giày sẽ là 189, một màu duy nhất 35 cho đến 39 nhá. 35 cho đến 39, mã lên đôi cho em sẽ là X19 ạ. X19 kem số điện thoại cho em. Lấy màu nào bấm cho em màu đỏ nhé mọi người. Mệt quá. Lấy màu nào cứ bấm cho em màu đỏ mọi người nhé. Màu xanh là lấy màu xanh cái gì đấy mọi người. Kem số điện thoại cho em được các chị. Ba màu đấy. Người cho khách xem ba màu đi. Màu đen khách lấy mất đây. Màu đen khách lấy đi à. Màu đen khách lấy mất thôi, đang lại khách bao lấy. Chị Thánh Ngân kem số điện thoại hồi em vậy ạ. À cho em lấy X18 mặc 115.000 đồng ạ. Các chị nhớ kem màu kem số điện thoại hồi em vậy ạ. X19 sẽ là 189.000 đồng một đôi. Em có size từ 35 cho đến 39. Nhưng mà phó này sẽ hơi nhỏ. Phó hơi nhỏ thì mọi người sẽ đi tặng em một size nhé. Đi tặng một size của em là được. Đoạn sau 6 này là kiểu là nó bắt đầu bị hụt cá ló đó mọi người. Nói nó không được hắn như đoạn đầu nữa. Do đó thì mọi người thông cảm nhé. Đấy, màu đen khách lấy. Dây thể thao cho em là X19 ạ, 189.000 đồng ạ. Em ở 175 Nguyễn Văn Cư nhá mọi người. Hôm nay cái buổi lái ngay hôm nay là ở 175 Nguyễn Văn Cư. Con em thì lái một ngày một nơi. Có thể là sáng em lái ở đấy, chiều em lái ở chỗ kia. Chỉ có là ở cơ sở 1 là em ít lái thôi. Tại vì cơ sở 1 là khách lẻ. Chị nhớ kem mau kem sai trong số điện thoại của em vậy ạ. Dây thể tháo mà bán con 189.000 đồng một đôi. Lên form đẹp như thế này mọi người. Em thuộc dạng chân vói mọi người, nhưng mà đi con như thế này đấy. Màu đơn giản basic các chị nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, để của nó sẽ phủ toàn bộ con cao su non đi, rất là chắc chắn luôn. Không một tàng cơ nữa chị Phạm Thúy ạ. Nó mix nhẹ nhàng mà, nó có ảnh hưởng gì đâu.
Mã lên đâu cho em sẽ mã X19 nhá. X19 35 36 37 38 39. Có trắng trơn không ạ? Em chỉ có màu như thế này thôi mọi người ạ. Nó mix màu như thế này thôi. Chị lấy đôi giày thể thao size 39, cứ bấm cho em là X19 kèm số điện thoại là được nhá. Rồi sang X20, áo em mặc là X18 các chị ạ. Chị tấm hoa kèm số điện thoại thôi. Áo em mặc sẽ là 115.000 đồng. Không còn 20 cái. Không còn 20 cái. 19.000 đồng ạ. À, lấy cho em má màu luôn, X18, ok Thanh Thủy ơi, để lại số điện thoại cho chị là được nhá. Có ở Nguyễn Văn Cư, áo có ở Nguyễn Văn Cư nhá các chị đẹp. Áo ở Nguyễn Văn Cư mọi người nhá. Áo có ở 175 Nguyễn Văn Cư nhá. Những chị nào ở gần thì mọi người qua 175 Nguyễn Văn Cư để xem nhá. Tại vì là với cái giá này em sợ là nhanh hết, thực sự luôn ấy. Áo là ở 175 Nguyễn Văn Cư cũng có nhá. Lát nữa chị qua shop lấy 3 áo nhé. Ok mọi người, nếu mà mọi người lấy thì mọi người quá máu nhá. Tại vì em đang live như thế này nhưng mà thấy khách đến lấy cũng khá là nhiều rồi mọi người. Có ở Nguyễn Văn Cư nhưng mọi người tất cả những buổi live hôm nay của em là sẽ có ở 175 Nguyễn Văn Cư. Do đó mọi người thích lấy mã nào thì mọi người cứ qua 175 Nguyễn Văn Cư là sẽ có. Ok chưa? Rồi sang X20 nào. Đấy X19 đấy hả? X19 lên nhiều quá. Lên cái vỉ nhá. Vì lúc nãy giờ có cái này này. Có cái này là cái bản xiên cái hàng xanh nhỏ nhỏ, chị thấy trên khó con 17 cái. Có dây trắng nút đế, có dây trắng nút đế em có này. Lấy với chị đôi dây trắng nút đế đó, dây trắng nấu nút đế. Cái này có size to, cái này phải đi lấy mới thấy đẹp. Cái này phải đi lấy mới thấy đẹp, chứ con dưới như này sẽ thấy không đẹp đâu. Cái này mọi người bấm cho em là mã X19 nhá. X20. Dây tháo nút đế màu trắng, lấy với chị size to ở đấy có. Ở đấy có, phải đi vào đôi này phải đi vào mới thấy đẹp mọi người ạ. Chứ dưới như này cảm giác nó bình thường không đẹp đâu. Dây thể thao nút đế, đế của nó sẽ độn tầm 7 phân. Các chị nhá. Đầm body em có chị ạ, đế của nó sẽ độ tầm 7 phân. Mấy lần em đặt mà không thấy nhân viên gọi cũng em ơi, hình như là em sai cú pháp rồi Thanh Thủy ơi. Em viết như thế thì nhân viên nó không gọi là đúng rồi. Em phải viết số không bằng chữ O. À em viết số không là thành chữ O rồi này. Em viết là 0773. Nhưng mà số không em viết bằng chữ O là hệ thống nó không in ra được nữa. Đó. Có một bên vào cái, một bên vào trắng nó gộp được với nhau được. Cái này mà cái sẽ bấm cho em là mã X20 nhá. Son happy tối các chị ạ, son happy tối em lên. Tại vì hiện tại bây giờ các bạn nhân viên vẫn đang chốt đơn son happy. Son happy tối em lên mọi người nhá. Mọi người bấm cho em đôi này ôi X20 à. Em bán đôi người đôi này với giá là 199.000 đồng luôn nhá. Để độ tầm 7 phân. Dây thể thao độ đế X20 các em sửa điện thoại cho em. 199.000 đồng một đôi mọi người nhá, rất là rẻ luôn á. Dây thể thao độ đế mà bán 199.000 đồng không có đâu. Mày bấm cho em đôi này sẽ là đôi X20 kèm sửa thoại. Đôi này thị trường rẻ nhất là 208 nhá. Bộ thể thao ở Nguyễn Văn Cư không các chị ạ, chỉ có những cái buổi lái, tất cả những cái hàng trong buổi lái ngày hôm nay thì mới có ở đấy. Còn những cái hàng mà không phải buổi lái ngày hôm nay thì không có ở đấy đâu mọi người. Kèm sửa thoại phía dưới hộ em mọi người ạ. Mỗi ngày em phải háo hụt mất tầm khoảng 3-50 đơn hàng. Là nếu mà khách ở gần thì khách sẽ quá, nhưng mà tại vì ở dưới kia xa quá. Dần dần em cũng chuyển hết về thế này thôi. Nhưng mà em đang còn cân đối mọi thứ mọi nhá. Mọi người bấm cái mã này sẽ là mã X20 nhá. X20 ạ. 199.000 đồng một đôi giày thể thao độ đế mọi nhá. Màu rất là đẹp luôn. Màu này cho em nó sẽ kiểu màu trắng kém mix với cả màu nâu mọi nhá. Từ 35 cho đến 39, nhưng mà form này nhỏ. Form này mọi người đi tặng cho em một size. Ok Thủy, đấy em phải bấm như thế này hệ thống mới ra được đâu. Đây. Bản lỗi người đôi này phải giá là 199.000 đồng. Mã lên đôi cho em sẽ là mã X20 kèm số điện thoại cho em mọi người nhé. 199.000 đồng nhé. 250, 208 xả luôn con 199.000 đồng. Bản nghênh ấy rồi. Để mỗi đến nhé mọi người. Xem lại X19 có màu khác không. X19 chỉ có duy nhất một màu thôi. X19 là đôi giày em đi chỉ có duy nhất một màu thôi mọi người. À cho em là X18 ạ. Đối với em đang đi chỉ có duy nhất một màu là màu này thôi mọi người nhé. Màu của nó sẽ là màu kém mix với viên nấu này. Em thấy rất là đẹp. Em thấy màu này đẹp mà. Nó không ảnh hưởng gì đâu mọi người. Nhẹ nhàng cực kỳ luôn. 199.000 đồng. Áo sẽ là 115.000 đồng. Áo X18. Đối này để độn. Đối này những chị nào mà kiểu luôn luôn đi vào phát cáo luôn. Nhá mọi người. Em sợ form nhỏ em đi không vừa ấy. Tại vì form này hơi nhỏ em ạ. Ồ vừa 35 cho đến 39 mọi người. Ôi nhưng mà phóng lên rất là đẹp luôn nè. Sao em không xỏ giấy vào chị cái. Mang đi dây mà thử á, là phải thử lấu các chị ạ. À chị đang mặc là 115.000 đồng ạ. Này mọi người bấm cho em là mã X20 nhá. Kèm số điện thoại cho em.
Em đi một chiếc vào mọi người sẽ phóng thế này. Cái này bản giả này mọi người không mua nữa là tiếc lắm luôn. Trời ơi. Đẹp nha mọi người. X7 đây em. X20 ạ. Ui sao ơi, đi vào nó cáo hẳn cả người luôn các chị ơi. Này. Ô oh, đi vào giống như kiểu là mới đi kéo chân về á. Thật sự luôn, nó cáo hẳn cả người luôn mọi người ạ. Dây thể thao đồ đế, để đồ đến đấy này. Tầm 7 phấn nha mọi người. Đi vào cảm giác nó rất là cao ráo luôn, 199.000 đồng. Dây chị đang bán giá X20 ạ. Mã này các chị mua thị trường tầm khoảng 208. Còn nếu người ta bảo rẻ nhất thì tầm khoảng 208. Còn nếu không các chị phải mua đôi này tầm khoảng 300 mấy đó. Em bán cho người có 199.000 đồng. Chị Máy Nguyên cho em xin số điện thoại với ạ. À cho em là X18 ạ, 115.000 đồng ạ. Đôi này quá là đẹp luôn mọi người ạ. Để độ tầm 7 phấn nhá. X7 đấy. X20 ạ. 115.000 đồng. Kèm số điện thoại cho em nhé mọi người ơi, X20 kèm size kèm số điện thoại cho em. Giá duy nhất chỉ có trong lái nhé, tắt lái nó không giờ có giá này đâu mọi người này. Không đưa để khi lệnh kiện em. Em bảo lên ngay. Chị Máy Nguyên kèm số điện thoại hồi em rồi ạ. Đi lên cảm giác giống như kiểu mới đi kéo chấn ở Thái về mọi người ạ. Nó rất là cao luôn, thực sự. Này, một bến này. Một bến đi dây thấp với một bến đi dây cao, các chị thấy không? Nó sẽ khác cho. Đi lên chiếc thấp chiếc cao như này. Thấy mọi người nó khác nhau hẳn luôn. Lên dây thể thao à, lên dây thể thao đập hộp đi, là dây thể thao đập hộp là đối nào? Đối này sẽ là dây thể thao đụng đế nhá mọi người ơi, 199.000 đồng nhá. Rồi sang mã khác nào. Lên mọi người ghê không? Thôi thôi không cần đâu. Đây. Em đập hộp. Các chị hỏi cái túi đập hộp hay nãy giờ các chị hỏi nhiều lắm luôn. Chị nào mà đi tặng á, lấy cho em ngay cái túi này mọi người bấm cho em là mã X21 à. X21 ạ. X21 à, dây thể thao độn đế mọi người đi tặng em một size nhá. 35 đi cho em 36, 36 đi cho em 37, 37 đi cho em 38, 38 đi cho em 39 ạ nhá mọi người. Chỉ có 35 đến 38 thôi. Đập hộp cho mọi người một em túi của Chanel, mọi người bấm cho em mã này sẽ là mã X21 ạ. X21, cái này gần hết rồi. Nó nguyên xíu như thế này luôn mọi người nhá, rất là đẹp luôn. X20 là 199.000 đồng chị ơi. Đấy. Đi cao lắm luôn. Đi vào cảm giác người nó hách dáng dã man luôn. X20 đấy ạ. Chị nào mà có trông thấp thấp thì không mê mua đôi này nhá. Chị nào mà kiểu trông hơi thấp một chút là mua đôi này về đi là trông không cho đi trúng nữa. Để 7 phân ví dụ các chị mua 1m50 á. 199.000 đồng ạ. Các chị có 1m55 á là đi thành 1m62. Các chị nhớ kem số điện thoại hồ em vậy ạ. Đẹp xịt sò như thế này luôn của Chanel mọi nhá, dòng siêu cấp của Chanel hôm qua em đập hộp mã này và đi gần hết rồi. Mã này em bấm cho em là mã X21 à. X21 ạ. Kem số điện thoại cho em. Em xả luôn người mã. Chị đang mặc là X18 ạ, 115.000 đồng ạ, có 3 mã các chị. Rồi hết X18 rồi, hết X18 rồi các chị ạ. Em kiểu em mệt quá em chưa thấy được cái chắc chắn là sẽ hết rồi. Mọi nhá, tại vì là khách bấm cái này nhiều lắm. Ù là trời này. Hôm qua em đập hộp cho mọi người rồi đó, nó sẽ là bản hàng siêu cấp của Chanel. Bản này mà bây giờ các chị đi order là tầm khoảng 850, 900 là perfect nhá mọi người. Này. Full như thế này luôn mọi người nhá, nó sẽ có một cái tờ giấy hãng của Chanel này. Có một cái thiệp để cho mọi người viết chúc mừng này. Ở trong của nó sẽ có, nói chung là có nhiều thứ lắm. Có cả thiệp này. Xịn sò cực kỳ luôn. Thôi nhá, đầy đủ phụ kiện như này các mọi người luôn. Bản này cho em nó sẽ là bản hàng siêu cấp của Chanel. Nó có cả tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm. Xịn sò cực kỳ luôn. Cái này sẽ là X7 hay X21 à? X21 ạ. 300 mấy hay không có mà 380. Bản này em báo giá mọi người luôn. Nếu các chị đã từng mua những cái bản mà Chanel hàng siêu cấp là mọi người biết không bao giờ có giá này đâu nhá. X21 này. Đầy đủ phụ kiện như thế này luôn với giá là 380.000 đồng. Bao giờ có mọi người nhá. Này, đẹp cực kỳ luôn. Đây, bây giờ em mới bắt đầu mở ra này, hộp của nó sẽ là hộp hút 5 chấm luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này mọi người luôn. X21 kèm số điện thoại cho em 380 nhá mọi người. Hôm qua chị đặt túi này đã chốt cho chị chưa? Nếu mà có nhân viên chốt lâu rồi lên chốt rồi. Dây thể thao độ để là 199.000 đồng thôi. 270 mà em bán lên 199.000 đồng. Chị ơi. Để 5 phân có. Đấy. U là trời, cái này đẹp lắm nhá mọi người.
Cái này đẹp lắm mọi người ạ. Bản của nó sẽ là bản hàng siêu cấp của Chanel các chị nhé. Gửi cho em là X21 ạ. Đây. Hoa là trời. Đẹp xuất sắc luôn mọi người nhá. Ở ngoài còn đẹp hơn ở trong lái. X21 nếu mà các chị ở đâu mua ở đâu được một cái túi đẹp như thế này. Bản siêu cấp full hộp đầy đủ như thế này với cái giá tiền đâu má. Thì cho mọi người gọi là gì ạ? Em tặng các chị thêm chục củ. Bấm cho em mã này sẽ là mã X. 21 kem sửa điện thoại cho em 380.000 đồng. Thì cháu bảo kem sửa điện thoại hồ em vậy ạ. 380.000 đồng. Cái này chị đã có đơn chưa? Em không biết. Mọi người, cái này những chị nào mà đặt hàng, cái này những chị nào mà đặt hàng có nhân viên xác nhận đơn rồi mới có đơn. Mọi người, còn nếu chưa có nhân viên xác nhận đơn là chưa có nhá mọi người. 380.000 đồng bản Chanel siêu cấp. Mọi bấm cho em mã này sẽ là mã X21. Phún như thế này luôn nha các chị. Xịn so lắm luôn ạ. Nhìn như kiểu là túi thiên triệu luôn, tư chất giá chị cho đến phong giá. Mà cái size này cho em nó sẽ là dòng size hiếm. Mọi người, size to hơn một chút cũng rất là nhiều, size nhỏ hơn một chút cũng rất là nhiều, nhưng dòng size vừa này sẽ là dòng size hiếm mọi người, đẹp dã man luôn. 380 full hộp đầy đủ, em mở về trong mọi người xem. Giá của nó sẽ là dòng giá hạt mọi người nhé, quả vàng. Đây, con này đẹp lắm. Sao mình chưa nhận được áo à? Chị Huyên ơi, cho em số điện thoại em kiểm tra đơn cho. Đấy. Ở trong của nó đấy mọi người này, lòng lót đỏ toàn bộ nhá. Sẽ có táng check code. Cái táng của nó sẽ bằng táng kim loại luôn nhá mọi người. Dòng hàng xịn luôn ấy, 380.000 đồng. Những cái dòng hàng châu néo các chị cầm cái quái của nó nặng trĩu như thế này luôn. Siêu xịn. Mã lấy đơn cho em mã X21 kèm số điện thoại cho em 380 báo giá đây luôn các chị này. Này. Nhìn quái của nó cũng xịn mọi người ạ. Nói chung là nó xịn từng đường kim mũi chỉ luôn. Thật sự ấy. Túi này hôm qua chị nhận được rồi, đẹp xuất sắc Miu ơi, trời ơi các chị. Em mà bây giờ mà có nhiều nữa em cũng lấy cái túi này mọi người ạ. Nhưng mà tại vì hiện tại bây giờ em hỏi bên kia nó bảo là hết bản này rồi. Không có nữa đâu, nhiều người đặt lắm nhưng mà không có. Các chị ạ, 380.000 đồng cho bản Chanel siêu cấp. Không thể rẻ hơn mọi người, full đầy đủ luôn ạ. Biếu túi hãng các kiểu, các chị đi tặng cũng được. Mà mọi người mới dùng thì càng đẹp rồi nhá. Đây, mã kèm số điện thoại cho em sẽ là mã X21. Kem số điện thoại em chỉ có duy nhất một màu thôi. Duy nhất một màu là màu đen. Hôm qua em đập hộp cái mã này mà nhân viên của nhà em bảo là chốt hơn 80 cái chứ ạ. Tổng cuối cá là chốt hơn 80 cái túi này. Có nghĩa là em về gần 100 cái để bán lễ 20 tháng 10. Mùa bây giờ còn tầm khoảng 10 mấy cái nữa thôi mọi người. Kem số điện thoại cho em áo không rộng không dài, nó phóng của nó vừa vừa chị ạ. Cái này không cắp nách được các chị. Cái này là chỉ có sách được thôi mọi người nhá. Cái này không cầm cắp nách được đâu. Cái này sách cũng được, có cả dây đeo dài mọi người luôn. Nhưng mà cái này nó cắp nách nó không phù hợp. Nếu cắp nách mọi người phải mua những cái bản mà nó không có cái quái này này thì mới cắp nách được. Con bản này không cắp nách được nhá. Đẹp lắm, xuất sắc luôn. Đỉnh của chó. Mình đến số mua túi này rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn mọi người nhá. 380.000 đồng một cái cho bản Chanel full siêu cấp như thế này. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã X21 kèm số điện thoại cho em. Nhưng mà với những cái bảng này những chị nào chắc chắn thì mọi người lên lấy cho em nhé. Còn nếu mà cảm thấy là chưa ưng lắm thì mọi người có thể qua shop xem. Ok, cho lại sáng X22 luôn. Nó có cái khóa của nó sẽ là khóa 5 chấm này. Nó hút cái này là được mọi người. Đó. Khóa 5 chấm mọi người nhá, em để chưa cân lắm. Cái này đi tặng perfect luôn. Đó. Này. Nó có cái khóa 5 chấm như thế này mọi người nhá. Túi là X21, áo em mặc là X18 rồi quá mã luôn. X18 em hết hàng mọi người nhá. X18 em hết hàng. X18 khách quá lấy nhiều lắm rồi. Nãy giờ khách quá lấy X18 rất là nhiều rồi. Nhiều chị không quá được là book ship quá lấy luôn. Tại vì sợ hết đấy. Rồi sang X19 đi em. Sao màu nào nhiêu? Vàng con mấy? X19 kem số điện thoại cho em hả? Con mấy cái? Của ngón thì để danh V6. X19 kem số điện thoại cho em. Áo Chanel nó sẽ là bản Chanel, à quên, bản đi ó mọi người nhá, cổ tròn, chất mông tôi ghi, báo đẹp luôn ạ. Phóng này em nhận đơn dưới 62 cân, các chị sẽ mặc cưa. Mọi bẩm cho em mã này sẽ là mã X21 ạ. X22 kèm số điện thoại cho em. Em xả luôn mọi người, mã này với giá là 148.000 đồng một cái. À thôi 145.000 đồng. 145.000 đồng một cái. Nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 40 cân. 40 cân cho đến tầm khoảng 62 cân các chị sẽ mặc cưa. À, dáng dài rộng của áo này em không có các chị ạ. Tại vì là áo này nó chỉ có những cái dáng kiểu như này thôi. Mọi bấm cho em mã này sẽ là mã X22 nhá. Em xả có 145.000 đồng cho mã này. Bình thường bản này là rẻ nhất cũng phải rơi vào tầm 199 đấy mọi người. Bên em không có dây nám đó chị ạ. 199, 179 tùy đơn. Hôm nay em xả mọi người với giá là 145.000 đồng. Áo Dior cổ tròn. Mã này mọi bấm cho em là mã X22 mọi người nhá.
Cái này bình thường các chị toàn phải mua 370 mà. Đấy. Màu kém còn 10 cái, màu vàng còn 20 cái, màu đen còn 20 cái. Các chị cứ bấm cho em là mã X22 không? X22 kem màu kem số điện thoại cho em, mình nhắc 145.000 đồng cơ mã này. Chất móng tự ý có dáng thoải mái và nhận đơn dưới 62 cân các chị sẽ mặc vừa. X22 kem số điện thoại cho em. Đấy, chị đang mang hai chiếc dày, một chiếc cao, chiếc thấp đi vào được không? Em thay qua mã một cái nhé. Áo cho em là X22 ạ, 145.000 đồng ạ. Các chị nhớ kem size, kem màu, kem số điện thoại hồi em với ạ. Túi chân neo cho em là X21 ạ, 380.000 đồng ạ. Áo cho em là X22, 145.000 đồng ạ. Có 3 màu cho các chị lựa chọn nha các chị. Đây mọi người, 145.000 đồng cái mã này mọi người nhá. Em còn chủ yếu là còn màu vàng nhiều, màu đen và màu kém thì em còn ít hơn, màu vàng thì còn nhiều hơn nha mọi người. Mã này là bán rất là nhiều rồi. Cổ tròn này, chất này mọi người này, có giãn cực kỳ thoải mái luôn. Áo mông tư ghi của Dior mà bán còn 145.000 đồng, nên em nhận đơn dưới 62 cân các chị sẽ mặc vừa. Báo mềm nha mọi người luôn, các chị cứ bấm cho em mã này mã X22 nhá. Áo em mặc là X18 115, còn áo này em xài mọi người với giá là 145. Cái này em nhận đơn dưới 62 cân các chị sẽ mặc vừa và có 3 màu cho mọi người lựa chọn. Chị nhận được bộ com lê rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hằng nhá. Mọi người bấm cho em mã này mã X22 nhá mọi người. Màu vàng ạ, màu đen ạ, màu kém ạ, lấy màu nào bấm cho em màu đó. X22 ạ. Báo tiền ta. 145.000 đồng ạ. 145.000 đồng. Chị đang mặc là X22 ạ. Rẻ bằng một cái áo phông luôn chị ạ. Rẻ bằng một cái áo phông luôn. Chị nhớ kem màu, kem số điện thoại hồ em với ạ. Dây thể thao độ để em mang sẽ là 199.000 đồng này. Đôi này form nhỏ, 35 cho để 39 đúng form nhỏ. Xem lại túi cho léo à, đợi em một chút em cho xem lại nhé. Áo em mặc là X22 nhé mọi người. X22 nhé. Cái này quả là đẹp và rẻ luôn, 145.000 đồng. Bình thường các chị đi mua mã này ở ngoài thị trường phải 300 mấy một cái. Áo chất mông tôi ghi mọi người nhé, mặc mùa thu. Mùa thu đông rất là đẹp. Cái này chỉ có cổ tròn thôi chị ạ, nó không có cổ khác. Túi chân nèo đây ạ. Kem số điện thoại phải giới hộ em nhé. Túi chân nèo lúc này sẽ là 380, full hộp đầy đủ mọi người luôn. Ok chưa? Chị em là X21 ạ, 380.000 đồng ạ. Áo chị đang mặc là X22, 145.000 đồng ạ. Các chị có 3 màu cho các chị lựa chọn ạ. Tốn tiền với em nhiều lắm chị Hằng. Thôi chịu khó tốn tốn cho em, cái các chị sau này em ủng yếu đòi kèm tốn tốn hộ em tí. Các chị nhớ kem mau kem số điện thoại hồi em với ạ. Áo chị đang mặc là 145.000 đồng ạ. 145.000 đồng và nhận đơn dưới 62 cân nhé. Phong to rộng rãi thoải mái này. Màu vàng thì mặc rất là sẵn giá. Màu kém và màu đen thì kiểu nói chung là mỗi chị sẽ thích một màu. Mọi người nhớ cái này mọi người cứ lấy hai cái hai màu mặc thay đổi. Tại vì kiểu thời tiết sang thu hơi lạnh lạnh như thế này là mình có thể mặc được những cái áo này rồi mọi người ạ. Thậm chí là thời tiết Tết các kiểu mọi người mặc những áo này nó cũng đẹp luôn. Áo chị đang mặc con ạ. Áo chị đang mặc là X22 ạ, 145.000 đồng ạ. 145.000 đồng mọi người nhớ. Form to rộng rãi thoải mái. Dây nam em không có ấy chị ạ, chỉ có dây nữ cho các chị lựa chọn ạ. Đấy, tất cả những cái logo này của em nó đều thiếu hẳn vào áo nhá mọi người. Áo này bán rất là nhiều rồi, chất mông cực kỳ bao mềm luôn, có dáng cực kỳ thoải mái. 40 cân cho đến 62 cân em nhận đơn, lấy màu nào bấm cho em màu đỏ, 145.000 đồng. X22 màu đen, X22 màu kém. X22 màu vàng, kèm số điện thoại cho em. Dưới 62 cân chốt đơn cho em nha mọi người, chất mông tôi ghi rất là đẹp ạ. Bình thường bản này các chị mua toàn phải 300 mấy thôi. Cái gì cũng muốn mua. Em cảm ơn các chị ạ. X22 đồng hồ em mang là 169.000 đồng nhá. Đồng hồ chị đang là X11 ạ. Áo sẽ là 145.000 đồng. Phần nước em hết rồi mọi người, phần nước hết sạch luôn. Áo G22 like tối con không em, chị để cho em mã G22 thêm số điện thoại nhé. Rồi hôm nay like đấy thôi. Hôm nay em like đến đấy có lẽ em nghỉ các chị ơi, nhiều số lắm rồi. Hôm nay like đến đấy thôi nhé mọi người. X22. Không có cái chi xả nữa hay. Cho xem xay bốt đi ạ. À. Bốt có mã nào? Bốt đá, bốt hoa văn chị. Bốt hoa văn là bốt nào? Nâng con nhiêu. À, rồi ok, lấy bốt nhá. X23. Áo chị đang mặc là X22 ạ, 145.000 đồng ạ. Các chị nhớ kem mau, kem lên cho mọi người một đôi lên cho mọi người một đôi bốt hoa văn này. À, không phải bốt hoa văn, bốt trơn. Bốt trơn khỏa hoa. Mọi bấm cho em mã này sẽ là mã X24 nhá. X23. Form basic đơn giản, mặc đồ rất là dễ. Đôi này mới Weibo đúng không? Hôm trước nợ đỡ đâu.
Hôm trước em nợ đơn, hôm nay mới về bù các chị này. 249.000 đồng một đôi. Tôi bảo lỗi mọi người, 245.000 đồng một đôi được. Để tầm khoảng 7 phân, form rất là đơn giản. À, em mặc là 145, X22 mời nhá. Còn cái này mọi người bấm cho em là mã X23. X23 sẽ là 245.000 đồng một đôi. Những chị nào mà đi bốt mà thích đơn giản thì mọi người lấy cho em đôi này đi. Mọi người nhá, đi rất là khỏe chấn ạ. Để tầm khoảng 7 phân thôi mọi người, màu này. Chất dán rất là đẹp luôn. Phún hộp mọi người nhá. Khóa của nó sẽ là dòng khóa 6. Vào mùa thì kiểu gì các chị cũng phải mua một đôi bốt, đúng ạ. Thì bây giờ thấy vì vào mùa mua thì bây giờ các chị mua, thứ nhất là nó sẽ đẹp hơn, thứ hai là giá rẻ hơn. Hàng đầu mùa bao giờ nó cũng đẹp hơn hàng cuối mùa mọi nhá, và hàng giữa mùa. Với cả là giá thành cực kỳ tốt cho mọi người luôn. Đôi này bình thường các chị mua thị trường phải rơi vào tầm khoảng 370 một đôi cơ. Hàng có hộp luôn rồi nhá. Em bảo luôn mọi người, với giá là 245.000 đồng một đôi. Rẻ mà một đôi dày luôn. Mã lên đơn cho em sẽ là mã X23. Có size từ 35 cho đến 39. Form này thì không hề bị kén đô nhá. Mặc quần, mặc váy, mặc áo gì vẫn chị có thể đi được. Chị xong dáng kem số điện thoại hồi em vậy ạ. À, chị đang mặc là X22 ạ. Chị Ngọc Trân cho em số điện thoại nhá. Màu kém một cái này. Màu kém và màu đen, lấy màu nào bấm cho em màu đó. 245.000 đồng đúng không? Dạ, 245.000 đồng cho đôi này. Khóa vậy bên em có hai màu nhá chị, có màu đẹp đen lắm. Và màu vàng ạ. 289.000 đồng ạ. Báo đẹp cho chị luôn nhá. Form đơn giản. Váy thì mã X2. Đấy. Bốt mọi người bấm cho em là mã X22 kem size kem sửa thoại. À, X23 kem size kem sửa thoại cho em. Đến cái đoạn này là em có một cái nhược điểm của em là đoạn sau em hay bị lú mọi người ạ. À. Đấy mọi người nhá, 245.000 đồng cho đôi này nhá. Những chị nào ở gần qua shop xem nhá. Chất giá em giữ gần mọi người xem. Chất rất là đẹp. Mềm lỏng luôn mọi người. Nó không hề có một cái đường viên kéo nó lộ ra cho chị luôn. Hàng cao cấp nhá. 350 em xả mọi người, phải giá là 245.000 đồng đấy. Đôi này cái thầm đôi này mới tầm thời điểm này năm ngoái tầm khoảng 380 một đôi đó. Bán cho mọi người phải giá là 245.000 đồng, form 1.5 nhá. Form này thì mọi người có thể đi tăng size được chứ không thể đi tu size đâu. Bốt thì mọi người có đi chuẩn hoặc tăng size. 245.000 đồng nhá chị Hiên. Không phải là 65k đâu ạ. À em mặc là 145.000 đồng, 65 kg. 65 kg không vừa, 40 cân. X23 chuẩn size. X23 chuẩn size. Nếu mà các chị đi nhớ size thì mọi người sẽ tăng cho em một size nhé. Ví dụ như chân em đi 38, 39 thì em sẽ đi đôi này là size 39. Còn em đi 35, 36 thì em sẽ đi đôi này size 36. Còn nếu các chị đi chuẩn size thì cứ lấy cho em chuẩn size. Tại form của nó sẽ là form 1.5 nhá. Bốt thì mình có thể đi chuẩn hoặc tăng size, không thể đi tụt size được đâu. Áo vàng em mặc là 145.000 đồng. Cứ bấm cho em là mã áo vàng kèm số điện thoại là được nhá. Có 3 màu này, màu vàng, màu kém, màu đen. Lấy áo vàng thì bấm áo vàng, lấy áo đen thì bấm áo đen. Có lấy không, cứ bấm X22 nhá. Bốt là X23 ạ, 245.000 đồng ạ. Áo quá rẻ. Các chị nhớ kem số điện thoại hồi em vậy ạ. Các chị đi mua hàng nhiều rồi đúng không mọi người? Mọi người biết cái giá như nào rồi, cái áo này 145.000 đồng. Áo bên em có 3 màu nha chị. Áo cốt tống không có 145.000 đồng nha, đừng có nói đấy là áo mông tơ ghi như thế này mọi người nhá. Áo là 145.000 đồng ạ. Bốt sẽ là 245.000 đồng ạ. Rồi. Bá màu, lấy màu nào bấm cho em màu đó, siêu có dáng, dòng này có dáng thoải mái, mặc nhẹ tính giống như tụi cũng mặc luôn. Mềm như bùi luôn các chị ạ. Mềm lắm, mềm cực kỳ luôn, màu vàng trắng giá, màu đen gọi người. Còn màu kém nhẹ nhàng, mời nhá. Ok chưa? Hai màu này, cái đôi này. Đấy, 7 phần nhá mọi người. Quả hóa ở cái 6 này, chuẩn form. Có size từ 35 đến 39 mà. Cái này ở Nguyễn Văn Cư có, trời ơi ở Nguyễn Văn Cư mà không có thì mà ở đâu có đâu mọi người này. Mũi vuông như thế này mọi người. Các chị nhìn cái chất giá quá lái mọi người cũng thấy là cái chất giá của nó rất là xịn rồi, giá mơ nhá mọi người. Giá mơ xịn so lắm luôn. Này. 245.000 đồng cho mã này. X20. X23. Bá kèm số điện thoại cho em. Đủ size từ 35 cho đến 39 nhá mọi người ơi. 63 cân vừa đó chị ạ, 62 63 cân vừa đó. Này, có giãn mọi người thấy không? Này. Có giãn cực kỳ thoải mái, đúng mấy chất của nó rất là đánh, không hề bị nhão đâu nhá. Dưới 62, 63 cân đấy, chốt đơn cho em. Giày thể thao học sinh lớp 9 rất là nhiều chị ạ, chị có thể vào page chọn hộ em. Đồng hồ là 169.000 đồng nha chị Lan Trân. Ok chưa mọi người, X23 nhá. Có khi nào em rê đến tận 25 không mọi người? Hả? Có khi nào em rê bây giờ đến tận 25 không các chị? Đồng hồ có mà là X11 ạ. Có 3 màu đen đỏ trắng nha chị. Nhưng cái đôi này bây giờ chị gái chị có thấy cái đẹp không? Đôi này đẹp thật đó mọi người ạ. Bốt là X23 ạ, 245.000 đồng ạ. Các chị nhớ kem màu, kem sổ điện thoại. À có mấy cái túi này em xả rẻ mọi người luôn. X24.
Bốt 5 phân có chị ạ. Đồng hồ là 169.000 đồng nhá, X24 này. Cái này thì size của nó rất là vừa vặn luôn mọi người nhá. X24 túi CNK size 22. Còn mấy cái nữa? Tầm 10 cái chị ạ. Em còn 10 cái nhá. Bảo luôn mọi người mã này với giá là 185.000 đồng một cái. Mã lên đơn cho em mã X24 à? X24 ạ. X24 em có màu đen với cả là màu kem nhá mọi người. 185.000 đồng một cái. Nhận đơn nhá. À quên nhá. Phải nhận đơn. Túi mọi người bấm cho em là mã X24 mọi người nhá. Túi CNK bản khóa gập. Đẹp cực kỳ luôn, 185.000 đồng. Kem sử dụng cho em nhé, ở trong của nó đấy. Cái này mọi người có thể đeo chéo được, cắp nách được, sách cũng được luôn, đeo vai cũng được luôn. Các chị nhớ má được 3 kiểu này. Đeo chéo cũng được, cắp nách cũng được, mà đeo vai cũng được luôn mọi người. 185.000 đồng cái mã này. Bấm cho em là mã X24 à. Dạ, X24 có 2 màu cho mọi người lựa chọn. 185.000 đồng ạ. 185.000 đồng cái mọi người nhé. Có cả màu kém nữa này. Màu đen thì chủ yếu là con màu đen, con màu kém thì con ít hơn. 185.000 đồng cái mã X24, kèm số điện thoại cho em nhá. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Đồng hồ em có 3 màu đen đỏ và nâu, à đen đỏ và trắng chị ơi. Đây. Kèm số điện thoại cho em nhé mọi người. Bản này được trước là bản 250. 250.000 đồng bây giờ xả con 185.000 đồng mã này nhá. Đẹp lắm, chất da mềm. Đấy màu đen. Ở trong của nó như này, bản này cho em nói sẽ là bản của CNK ấy, mọi người. Bản CNK ấy 185. Siêu rẻ luôn. Trời ơi, chất da đẹp nữa. Ở trên của nó sẽ có logo dập này. Từ chị em là X24 ạ, 185.000 đồng ạ. Size vừa vặn mà người nhớ để vừa điện thoại, phần son các kiểu. Size như thế này thường thường là bán rất là chạy hàng, tại vì nó sẽ dòng size vừa. Size nhỏ hơn cũng khó bán, mà size to hơn cũng khó bán. Chỉ có những cái dòng size vừa như này là bán chạy thôi. Đấy. X24 185 kem sử thay cho em nhá. 185.000 đồng. Ok chưa? Được, đọc được thôi. Dừng ở X24 thôi nhá. Còn bây giờ cả mã máy em xin phép tắt để cho các bạn nhân viên gọi điện chốt đơn mọi nhá. Những chị nào mà đặt mã nào thì mọi người cứ để ý điện thoại hộ em nhá. Để bạn nhân viên gọi điện chốt đơn. Áo em mặc dưới 62 cơ lớp vừa chị ạ. Áo vàng trắng là X22 nhá mọi người, X22 đúng không? Dạ. Áo em mặc là 145. À 145. 145.000 đồng ạ. 145.000 đồng. Rồi gần mọi người xem cái chất này, chất đẹp cực. Tối like không miếu à, có. Tối có like chứ. Từ giờ đến Tết cố gắng chạy phá cái. Các chị nhớ kem số điện thoại của em vậy ạ. Sắp đến Tết rồi các chị ơi. Bao nhiêu thứ. Túi có màu đỏ không có màu đỏ chị ạ. Chỉ có màu đen này. Màu đen và màu đen. Màu kém thôi. Rồi áo chất mông tư ghi các chị. Áo chất mông tư ghi nhá. Giá như mà rảnh rỗi thì ngồi tâm sự với các chị cả ngày. Rồi xuống nó cứ tẹt 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 này cũng được. Đây. Áo chất mông tư ghi nhá mọi người. Này. Mềm lắm luôn, tất cả những cái logo này của em nó đều thiếu hẳn vào áo như thế này mọi người nhé, rất là xịn. Thứ nhất là con này, thứ nhất là em lấy được giá xíu. Thứ hai nữa là gì ạ? Nó còn lẻ lẻ cho nên em cũng xíu rẻ mọi người. Và thứ ba nữa là nó sẽ là kiểu là dòng hàng đẹp đẹp mà bây kiểu bây giờ em cũng muốn gọi bù thêm để bán mà nó không có nữa. Do đó em xả hết cho mọi người luôn. 145.000 đồng dưới 62-63 cân chốt đơn cho em mã X22 về áo nhé. Còn là em xem này bốt với ạ. Bốt là X2 mấy? X23 245.000 đồng ạ. Bốt đấy nha các chị đẹp. Chị nào ở gần thì qua shop xem nhá. Đây. 245.000 đồng nhưng đôi này có size từ 35 đến 39. Phó 1.5. Chất bao đẹp luôn. Mũi vuông nha mọi người. Đi bốt mũi vuông thì thứ nhất là nó trẻ. Thứ hai nó không hề bị đau cái mũi chân. Và thứ ba là mọi người đi cực kỳ khỏe luôn. Khỏe chân đấy. Đấy. Đế cũng vuông. Mình nhận được hàng rồi, chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Quyến Lê nhé, bóng tái 79.000 đồng. Bấm cho em là mã bóng tái kèm số điện thoại. Em có cả Chanel và DG, em cho gộp vào làm một. Ok mọi người, rồi em kết thúc lái thật đây. Lần này thì em sẽ kết thúc thật, em không kết thúc giả nữa đâu. Rồi mọi người nhá, em kết thúc lái nha các chị. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất là nhiệt tình. Hôm nay em hơn 1.000 số rồi. Hơn 1.000 đơn rồi các chị, nãy giờ rồi. Bây giờ các bạn nhân viên sẽ gọi điện lại xác nhận đơn. Tất nhiên là xác nhận đơn thì sẽ không xác nhận được 100% đâu. Chỉ xác nhận được khoảng 80-90% ok thôi. Dép trắng sau lưng là mã gì à? Dép trắng sau lưng là mã X. Đấy. Đấy là mã X. Nghiên mấy số đó, nghiên 27 số đó. X9. Đôi này sẽ là 135.000 đồng. 135.000 đồng đôi này lên chân đẹp lắm đó. Đừng có tưởng như này. Em bán rất là nhiều ở shop, em chưa hay đăng luôn nhá. Dép hát này. Hermes, nhưng mà Hermes này kiểu em sẽ là kiểu là Hermes. Hermes tiền trục. 135.000 đồng cho đôi này nhá. Đi đánh chui thoải mái.
xỏ vào là đi rất là tiện luôn, đi lên chân lại trắng giá nữa chứ. Em chỉ có một màu này thôi. Để đằng sau của nó tầm khoảng 6 phân, còn ở đằng trước của nó tầm 4 phân. Lê để bánh mì đi rất là khỏe chân này. 135.000 đồng, vừa rẻ vừa tiết kiệm. Đấy. Đôi này mọi người bấm cho em là đôi ít chỉ này, em chỉ có một màu thôi, có 30 mấy đôi thôi. 135.000 đồng. 135.000 đồng không? Xem cả ba mấy nhảy nghìn mấy số đấy. Rồi. Thôi hôm nay đến đấy thôi nhá mọi người. Áo sơ mi crop top bó gấu có. Tụi em like nhá. Bây giờ thì em phải nghỉ dưỡng sức để ăn cái trí để mà nói cho khỏe để tối mà lái nữa, chứ không mà không lái được làm như nào. Mua sống của em ơi. Rồi em nấu sống. Rồi bye bye mọi người nha, em kết thúc lại được các chị ạ. Bye bye các chị.